Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 826 chúng ta đến thành phố Quốc Hòa đi. Dì Lê, chúng ta đi cùng nhau, chúng ta đi cùng nhau đi. Triệu Vũ Ngọc không muốn để Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi ở lại. Nếu muốn trốn, thì đưa họ cùng đi. Chúng ta có thể trốn đi đâu? Lê Tuyết Tương hỏi. Chúng cháu đến từ thành phố Quốc Hòa. Bây giờ chiến tranh ở thành phố Quốc Hòa đã lắng xuống, chúng ta có thể đến thành phố Quốc Hòa. Triệu Vũ Ngọc nói. Khi Lê Tuyết Tương nghe thấy bốn từ thành phố Quốc Hòa, trái tim bà ấy tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, vô số sự kiện trong quá khứ hiện về khiến bà ấy rơi vào ký ức. Triệu Vũ Ngọc thấy Lê Tuyết Tương không nói, không biết bà ấy đang nghĩ gì, vì vậy cô ấy tiếp tục, đúng đó, chúng ta phải cùng nhau trốn thoát. Chúng cháu quen biết một chị gái ở thành phố Quốc Hòa. Cô ấy không chỉ rất giàu, còn rất tốt bụng, cô ấy sẽ giúp đỡ chúng ta. Người chị mà cô ấy nói là Chu Nhược Mai. Nhưng vì cảm thấy Lê Tuyết Tương không biết Chu Nhược Mai, cho nên không nói tên của cô ra. Đúng vậy, người chị mà chúng cháu biết là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Nếu dì muốn đi làm, cô ấy cũng sẽ sắp xếp công việc cho dì. Triều Đình Vũ cũng nói. Dì Lê, dì sao vậy, dì có phải còn nghi ngờ gì không? Triệu Vũ Ngọc sững sờ hỏi Lê Tuyết Tương. Lê Tuyết Tương tỉnh dậy sau ký ức và nói, dì vẫn sẽ không đến thành phố Quốc Hòa với các cháu đâu. Tại sao à? Triệu Vũ Ngọc hỏi. Vì Tịnh Vi đang học cấp 3 nên việc chuyển trường giữa trường rất phiền phức. Dì không thể làm nó từ bỏ việc học của mình. Dì phải ở lại thành phố Vĩnh Thụy để con bé học hết cấp 3. Lê Tuyết Tương nói. Nếu đã như vậy, chúng cháu cũng không đi nữa. Một người làm thì một người chịu, cháu phải đem chuyện này giải quyết trước rồi mới rời đi, Triều Đình Vũ nói. Anh Vũ, lúc anh đánh tên cậu chủ đó, em đã nghe anh ta nói rằng bố anh ta là người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy, còn ông ngoại anh ta là bộ trưởng. Với bối cảnh vững chắc như vậy, chúng ta đơn giản là không thể đấu lại được. Tịnh Vi nói. Lê Tuyết Tương đã bị sốc khi nghe Lê Tịnh Vi nói điều này, cái gì? Ông của anh ta lại là bộ trưởng sao? Vâng, con nghe rõ ràng anh ta khai gia đình và nói ông ngoại của anh ta là bộ trưởng của chính phủ. Lê Tịnh Vi nói. Quả là tai họa. Làm bị thương cháu trai của bộ trưởng. Không xong rồi, Lê Tuyết Tương nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dì Lê, em gái Tịnh Vi, mọi người không cần hoảng sợ. Bộ trưởng thì sao, chính họ là người có lỗi trước và đánh cháu trước. Hoàng đế phạm tội xử như dân thường, huống chi là cháu trai của bộ trưởng thôi mà. Triều Đình Vũ nói. Cháu quá ngây thơ rồi, những người có quyền không tuân thủ pháp luật như cháu nghĩ đâu. Họ muốn giết cháu, đơn giản như bóp nát một con kiến. Lê Tuyết Tương nói. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cháu có thể đối phó được. Triều Đình Vũ nói. Một dân thường, cháu lấy gì để chống lại kẻ quyền thế? Lê Tuyết Tương nói. Dì Lê, thật ra, cháu cũng quen biết một số nhân vật lớn, sau lưng cháu cũng có người chống lưng. Triều Đình Vũ nghĩ về Lê Uy Long, hộ soái hùng mạnh bảo vệ đất nước. Đừng nói dối gì, cháu là người thường. Làm sao quen biết nhân vật lớn nào? Cho dù biết, trước mặt bộ trưởng Ngụy, bọn họ cũng chỉ là con kiến. Lê Tuyết Tương không biết Lê Uy Long, nghĩ rằng người được nhắc đến trong miệng anh ta nhiều nhất là những người ở cấp quận hoặc thành phố. Dì Lê, thật không tiện nói với dì, nhưng khi cần thiết, cháu sẽ tìm người chống lưng cho mình. Triều Đình Vũ không biết người bận rộn như Lê Uy Long, liệu có giúp đỡ anh ta hay không? Dù gì, anh ta đánh một người nghiêm trọng như vậy cũng có phần lỗi. Lê Uy Long, với tư cách là hộ soái bảo vệ quốc gia, có thể sẽ không chọn bảo vệ anh ta. Bởi vì, tình bạn của anh với Lê Uy Long không sâu đậm lắm, anh ta cũng chỉ là có ân tình cứu vợ của Lê Uy Long là Chu Nhược Mai. Hơn nữa, anh ta chỉ là một đội trưởng an ninh của tập đoàn Galaxy của Chu Nhược Mai, anh ta không có liên quan gì đến Lê Uy Long. Nếu gặp rắc rối lớn, một người ngay thẳng, chính trực như Lê Uy Long vốn không có trách nhiệm phải cứu anh ta. Nhưng anh ta không biết rằng người anh ta cứu tối nay chính là người mẹ mà Lê Uy Long đang tìm kiếm. Bởi vì Lê Uy Long chưa bao giờ nói với anh ta mẹ ruột của anh là Lê Tuyết Tương. Lê Uy Long chỉ nhìn thấy bức thư cuối cùng của bố nuôi Dương Văn Đoàn vào sáng nay và biết rằng mẹ anh vẫn còn sống, nhưng anh chưa từng nói với ai về mẹ mình. Cháu chắc là không biết bộ trưởng nằm ở cấp độ như thế nào, cho nên cũng không biết trời cao đất rộng. Người chống lưng cho cháu, nhìn thấy bộ trưởng cũng phải quỳ xuống. Lê Tuyết Tương cảm thấy Triều Đình Vũ, một người vô gia cư, không thể quen biết một nhân vật lớn gì.
Bà ấy biết ông ngoại của Đỗ Lượng là bộ trưởng Ngụy, bà ấy bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên nhận lại con trai mình là Lê Uy Long hay không. Con trai của bà ấy, Lê Uy Long, là hộ soái của Long Quốc. Chỉ có con trai của bà ấy mới có thể giải quyết vấn đề này thôi. Trong những năm này, mặc dù bà ấy đã sống ẩn dật ở thành phố Vĩnh Thụy, nhưng vẫn nghe nói về con trai mình là Lê Uy Long. Đặc biệt, Lê Uy Long gần đây đã lấy lại sức mạnh binh mã và nổi tiếng là kẻ thù của những kẻ xâm lược. Tất nhiên bà ấy đã nghe nói về điều đó. Chương 827 người ta có giúp không? Nhiều năm qua, Lê Tuyết Tương cảm thấy rằng bà ấy đã mắc nợ con mình quá nhiều nên chưa từng dám đến nhìn mặt Lê Uy Long một lần. Bởi vì khi đó, bà ấy đã nhẫn tâm lừa dối con trai mình và khiến cho thằng bé ngộ nhận là bà ấy đã chết, sau đó bỏ mặc thằng bé ở lại và chạy đến thành phố Vĩnh Thụy một mình. Tuy rằng, mục đích ban đầu của bà ấy làm vậy là muốn rèn luyện cho của Lê Uy Long một tinh thần chiến đấu kiên cường, để thằng bé không có vướng bận gì mà chuyên tâm hoàn thành việc lớn. Chỉ là, khi Lê Uy Long đã công thành danh toại và trở thành hộ soái bảo vệ đất nước đầu tiên của Long Quốc, bà ấy liền không có can đảm nhìn lại mặt con trai của mình. Vì bà sợ Lê Uy Long trách mắng bà ấy năm đó đã lừa gạt anh, bỏ anh một mình rồi bỏ đi nơi khác bạt vô âm tín, nay thấy sự nghiệp anh thành công như vậy mới chịu quay về nhận mặt. Dì Lê, người chống lưng mà cháu đang nói đến thực sự không phải là một tên hề vớ vẩn nào đó mà là một người có thân thế không thể khinh thường, chức danh của anh ấy còn lớn hơn cả chức danh bộ trưởng mấy cấp bậc. Khi Triệu Đình Vũ thấy Lê Tuyết Tương có vẻ coi thường người chống lưng của anh ta liền trực tiếp nói thêm. Được rồi, dì tin cháu. Tuy nhiên, cho dù cháu có cả một chỗ vững chắc, người ta cũng chưa chắc đã giúp đỡ cháu. Ở cấp độ đó, mỗi quyết định của bọn họ giống như đi trên lớp băng mỏng. Sẽ không dễ dàng gì giúp đỡ một người thường dân như cháu ngoại trừ họ có được lợi ích nào đó. Lê Tuyết Tương mặc dù nói như vậy nhưng bà ấy vẫn quả thật vẫn không tin Triệu Đình Vũ quen biết một người có chức danh cao cấp như thế. Dù gì bà ấy cũng từng là vợ của chủ nhân nhà họ Long ở đế đô là Long Trấn Tiêu, vì vậy đối với cuộc chiến giữa các quan chức cấp cao ít nhiều cũng có hiểu biết chút ít. Nếu Triệu Đình Vũ thực sự không có người chống lưng vững chắc, những người khác e rằng cũng khó có thể ra mặt giúp đỡ anh ta. Lời nói của Lê Tuyết Tương vô tình đụng trúng đến điểm lo lắng của Triệu Đình Vũ, bởi vì anh ta cũng không thể chắc chắn liệu một người như Lê Uy Long có thể làm chỗ dựa cho anh ta hay không. Dì Lê, dù nói thế nào thì tai họa này cũng do cháu gây ra, cháu phải giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi mới có thể yên tâm rời khỏi thành phố Vĩnh Thụy. Triệu Đình Vũ lên tiếng. Nếu như cháu đã có quyết định như vậy rồi thì cứ tiếp tục ở lại đi, dì cũng không nhất thiết phải đuổi cháu đi làm gì. Lê Tuyết Tương thấy Triệu Đình Vũ là một con người có trách nhiệm như thế liền không khỏi bày tỏ sự bội phục đối với chàng trai trẻ này. Nếu mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, cùng lắm thì bà ấy đến tìm đứa con trai của mình nhờ giúp đỡ. Lê Uy Long lúc đó có lẽ sẽ nể tình cảm mẹ con giữa hai người mà giúp đỡ bà ấy một phen. Cảm ơn dì Lê đã giúp đỡ. Vết thương của dì cháu nghĩ trước mắt chúng ta nên đến bệnh viện xem thử rồi xử lý một chút. Triệu Đình Vũ quan tâm lo lắng nói. Chắc là không sao đâu, đối với những vết thương nhỏ này chắc chỉ cần thoa một ít thuốc bắc là hết ngay ấy mà. Lê Tuyết Tương khéo léo từ chối lời đề nghị. Triệu Đình Vũ thấy Lê Tuyết Tương nhất quyết không chịu đến bệnh viện cũng không có ý định bắt ép gì ấy nữa. Lúc này, trong bệnh viện, ngay sau khi Gia Dương và Tôn Tử đưa Đỗ Lượng đến bệnh viện không lâu, Đỗ Quang và Ngụy Thái Phượng liền dẫn theo một đám thuộc hạ kéo đến bệnh viện. Đỗ Quang và Ngụy Thái Phượng nhìn thấy cảnh tượng con trai mình bị đánh đập dã man liền rất tức giận và đau lòng. Bác sĩ biết được Đỗ Lượng là con trai của Đỗ Quang và Ngụy Thái Phượng liền nhanh chóng đưa anh ta vào phòng cấp cứu. Hai người bọn họ ngồi chờ ở bên ngoài mà trong lòng liên tục thấp thỏm, nóng ran như lửa đốt. Gia Dương và Tôn Tử Nhân lúc đó thêm muối dặm muối kể lại tất cả sự tình đã xảy ra cho Đỗ Quang và Ngụy Thái Phượng nghe. Họ cố tình bóp méo sự thật bỏ qua việc Đỗ Lượng ỷ thế bắt nạt người khác mà chỉ nói về việc Triệu Đình Vũ đã khinh thường bố và ông ngoại của Đỗ Lượng như thế nào, lúc đó bọn Đỗ Lượng chưa kịp nói lời gì cả thì bên phía Triệu Đình Vũ liền vô cớ chạy tới đánh người. Đỗ Quang và Ngụy Thái Phượng nghe thế càng bị chọc giận tức điên người. Thằng nhóc đó đúng là chưa biết trời cao đất rộng là gì mà, ngay cả bố em mà thằng nhóc đó còn dám không để trong mắt, còn đem con trai của chúng ta đánh đến thương thế nghiêm trọng như vậy. Lần này em nhất định phải giết chết thằng nhóc đó mới có thể xả được cơn tức trong lòng em. Ngụy Thái Phượng nghiến răng nghiến lợi nói. Bà xã, đừng lo lắng, thằng nhóc đó dĩ nhiên không thể dễ dàng trốn thoát khỏi bàn tay của chúng ta. Đỗ Quang nắm chặt tay nói.
Đúng lúc này, một vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu. Chương 828 nợ máu phải trả bằng máu. Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Ngụy Thái Phượng lo lắng hỏi bác sĩ vừa mới bước ra. Cậu chủ Đỗ tuy tính mạng đã được cứu sống, nhưng phần mũi của cậu ấy đã bị gãy, các cơ quan nội tạng cũng đã bị chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là phần nhãn cầu bên trái của cậu ấy đã bị tổn hại nặng nề, tình hình e rằng là không thể chữa trị, có khả năng cao là mắt trái của cậu ấy sẽ bị mù vĩnh viễn. Vị bác sĩ cho biết. Đỗ Quang và Ngụy Thái Phượng nghe thấy thế thì thân thể đột nhiên bất động, cả người đứng sững như trời trồng, hai mắt mở to lộ vẻ vô cùng kinh hoàng. Bác sĩ, con trai tôi không thể mù loà như thế, cả đời của nó sẽ bị hủy mất. Xin ông hãy tìm cách chữa khỏi cho nó, tiền bạc đối với chúng tôi không là vấn đề gì cả. Ngụy Thái Phượng khóc lóc van xin bác sĩ chữa khỏi cho con trai mình. Không phải là vấn đề tiền bạc, nhưng nhãn cầu trái của cậu ấy đã bị tổn hại nghiêm trọng, cho dù là thần thánh cũng không thể cứu được cậu ấy. Vị bác sĩ nói, nhất định phải có cách nào đó, cầu xin ông hãy nghĩ ra biện pháp giúp con trai tôi. Mặc kệ là dùng biện pháp gì, hợp pháp hay bất hợp pháp đều được, tôi nhất định không để cho thằng bé trở nên mù lòa suốt cả đời như vậy được. Ngụy Thái Phượng vẻ mặt đầy thống khổ lên tiếng. Cách duy nhất là thay nhãn cầu, nhưng trên đời này, không có ai sẵn sàng đem hiến nhãn cầu của mình cho người khác. Người nói không cố ý, nhưng người nghe là cố ý, Ngụy Thái Phượng biết được rằng việc thay nhãn cầu có thể khiến mắt trái của con trai mình có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại, trong lòng bà bất chợt nảy lên một ý nghĩ. Sau khi bác sĩ rời đi, Gia Dương lúc này mới lên tiếng. Chú, gì, anh Lượng bị đánh như thế này, cháu nghĩ chúng ta cũng nên báo với Cục Công an thành phố càng sớm càng tốt để bọn họ mau chóng giúp chúng ta tìm được hung thủ. Báo cho Cục Công an thành phố cái gì chứ? Chuyện này chúng ta sẽ dùng phương thức riêng của chính mình để giải quyết. Ngụy Thái Phượng không đồng tình lên tiếng. Nếu báo với Cục Công an thành phố thì phải theo thủ tục thông thường rất lâu lắc, lại không đạt được khoái cảm trả thù mà bà ta mong muốn, và quan trọng là bà ta không thể lấy mắt của tên đó để chữa khỏi cho con trai mình. Gì à, vậy gì định xử lý chuyện này thế nào? Gia Dương tò mò hỏi. Cháu không cần quan tâm đến vấn đề này. Ngụy Thái Phượng không vui đáp lại. Khi Gia Dương nghe thấy Ngụy Thái Phượng nói thế liền nhất thời chột dạ không dám hé răng nói tiếp. Đỗ Quang, anh đi theo em. Ngụy Thái Phượng quay sang nói với chồng mình. Được. Vì vợ mình là con gái của Bộ trưởng Ngụy nên ông ta không dám không nghe lời. Ngay cả những việc ở nhà cũng là do một tay bà ta quyết định. Sau khi Đỗ Quang và Ngụy Thái Phượng đến một góc hẻo lánh, ông ta thắc mắc hỏi vợ mình. Bà xã, em muốn nói gì với anh? Bác sĩ nói rằng con trai chúng ta bị mù mắt trái. Anh có nghĩ ra biện pháp nào để chữa trị cho thằng bé hay không? Bà ta định hỏi thử chồng mình xem còn có biện pháp nào hay không? Anh cũng nghĩ ra biện pháp nào cả. Chẳng phải bác sĩ đã nói chỉ có cách duy nhất là thay nhãn cầu hay sao, nhưng trên đời này, làm gì có ai tự dưng tình nguyện đem nhãn cầu của mình hiến cho người khác? Anh đúng là đồ con lợn ngu ngốc, không ai tình nguyện, chẳng lẽ chúng ta không biết tự đi lấy sao? Đỗ Quang nghe những lời đó liền sững sờ. Cái gì, lấy nhãn cầu của ai cơ chứ? Chuyện này có gì mà anh phải kinh ngạc như thế? Con trai của chúng ta là thân phận cao quý, tuyệt đối không thể để thằng bé sống trong mù lòa suốt cả đời này được. Bất kể dùng thủ đoạn gì, chúng ta cũng phải tìm cho thằng bé một nhãn cầu thích hợp. Ngụy Thái Phượng nghĩ đến tình trạng hiện tại của con mình liền tức giận không cam tâm. Bà xã nói đúng. Con trai chúng ta thân phận dù gì cũng là cháu của Bộ trưởng Ngụy, thân phận cao quý là thế. Nếu để mọi người biết được cháu trai của Bộ trưởng Ngụy rốt cuộc cũng chỉ là một tên quái vật một mắt vô dụng thì còn đâu thể diện của vợ chồng chúng ta, rồi cả mặt mũi của bố vợ biết để đâu nữa. Hừ, coi như anh có chút thức thời, chúng ta nhất định sẽ không để thằng bé trở thành một tên quái vật mù loà như thế, bằng không danh tiếng cả gia tộc của chúng ta đều sẽ bị người khác đem ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ. Bà xã! Vậy em định lấy nhãn cầu của ai vậy? Đỗ Quang thắc mắc hỏi. Vừa rồi Gia Dương và Tôn Tử chẳng phải nói rồi sao? Tên hung thủ đánh trọng thương con trai của chúng ta còn có hai đứa con gái, chúng ta liền sai người đi bắt anh ta và hai đứa con gái đó về rồi cưỡng chế kêu bác sĩ đục khoét lấy nhãn cầu của bọn họ ra, nhất định cũng phải có một cái thích hợp với con trai chúng ta chứ? Ngụy Thái Phượng nở nụ cười đầy tà ác. Nghe đến đây, Đỗ Quang cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Bà xã nghĩ ra ý này thật là sáng suốt đó nha. Oan có đầu,
nợ có chủ, nếu thằng nhóc đó đã dám làm hại đôi mắt của con trai chúng ta liền đem anh ta cùng những người thân của anh ta đào hết mắt để trả lại, làm cho bọn họ cuối cùng cũng phải hiểu rõ câu nói nợ máu phải trả bằng máu. Đỗ Quang cũng ác độc, cay nghiệt không kém bà vợ của ông ta. Được, bằng cách này, chúng ta không chỉ có thể tận hưởng được khoái cảm khi trả thù, mà con trai của chúng ta cũng có thể trở lại bình thường. Nhưng mà loại chuyện lấy nhãn cầu phi pháp này, các bệnh viện thông thường chắc chắn sẽ không làm và nảy sinh nghi ngờ đối với chúng ta, đến lúc đó mọi chuyện càng rối tung lên trở nên phức tạp. Tôi nghĩ chúng ta nên thuê một bác sĩ riêng bên ngoài để bí mật làm việc này. Sau khi đã lấy ra nhãn cầu, chúng ta liền đưa nó đến bệnh viện bảo bọn họ thay mắt cho con trai của chúng ta. Ngụy Thái Phượng thái độ bình tĩnh nói ra kế hoạch của mình. Được rồi, tôi thấy kế hoạch được sắp xếp như vậy cũng khá ổn thỏa. Nhưng câu hỏi đặt ra là sau khi chúng ta đã lấy được nhãn cầu của bọn họ thì kế tiếp phải xử lý bọn họ như thế nào? Đỗ Quang hỏi. Sau khi lấy mắt của bọn họ, chúng ta phải nhanh chóng thủ tiêu bọn họ càng sớm càng tốt tránh cho đêm dài lắm mộng. Nếu có người còn sống sót thì chắc chắn sự việc chúng ta làm hôm nay sớm muộn gì cũng bại lộ ra trước ánh sáng. Ngụy Thái Phượng vẻ mặt không biến sắc lên tiếng. Anh hiểu rồi, còn người phụ nữ đi xe ba bánh kia phải xử lý như thế nào? Có cần thiết lấy mắt của bà ta luôn không? Đỗ Quang hỏi. Bà già hoa mắt đó thì có ích lợi gì chứ? Cứ trực tiếp giết bà ta đi cho đỡ phiền toái về sau. Ngụy Thái Phượng hung ác nói. Những chuyện giết người diệt khẩu này chẳng may mà bị lọt ra ngoài thì hậu quả sẽ rất đáng sợ. Đỗ Quang có chút lo lắng nói. Anh sợ cái gì chứ? Đừng quên rằng bố em dù gì cũng là một bộ trưởng, tuy không thể một tay che trời nhưng chuyện che mưa che gió như này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện chúng ta muốn giết gia đình bọn họ chỉ đơn giản như giết chết một vài con kiến, dù gì cũng đã có bố em chống lưng, đố kẻ nào dám tùy tiện đến điều tra hỏi này hỏi nọ. Nói xong, vẻ mặt bà ta trông vô cùng đắc ý với kế hoạch của mình. Chương 829 đội đặc công này làm ăn kiểu gì thế? Đúng vậy, có bố vợ là chỗ dựa vững chắc của chúng ta có thể ngang nhiên hành động chẳng sợ ai dòm ngó. Đỗ Quang mạnh miệng nói. Sở dĩ ông ta có thể trở thành người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy này một phần cũng nhờ có Ngụy Nghiêm làm chỗ dựa. Ai cũng biết bố vợ của ông ta là Ngụy Nghiêm, có nhiều chuyện không cần nói cũng biết, vì nể mặt Ngụy Nghiêm. Rất nhiều dự án đều là ưu tiên cho ông ta làm đầu tiên, những người còn lại đều không có gan mà đi tranh với ông ta nên mọi công việc của Đỗ Quang có thể gọi là khá thuận lợi và suôn sẻ. Chuyện này chúng ta nhất định không được báo với Cục Công an thành phố, chúng ta sẽ giải quyết theo cách của riêng mình. Được rồi, vậy anh lập tức kêu người truy tìm ra tung tích của những người đó. Anh cũng nên hối thúc bọn họ làm nhanh lên, chúng ta nhất định phải tìm ra tung tích của họ càng sớm càng tốt. Được rồi bà xã. Để anh lập tức đi căn dặn bọn họ. Đỗ Quang nói xong liền quay sang căn dặn người của mình. Lập tức truy tìm tung tích của kẻ đã làm con trai tôi bị thương, không cần biết mấy người dùng biện pháp gì, cũng phải nhất định tìm được bọn họ cho tôi càng sớm càng tốt, nếu không mấy người cũng biết hình phạt ra sao rồi đó. Ông ta lạnh lùng đứng đó ra lệnh. Vâng. Đám thuộc hạ đồng thanh đáp lại rồi lần lượt bước ra khỏi bệnh viện. Thành phố Quốc Hòa, tại biệt thự Tinh Nguyệt. Lệ Uy Long cả ngày hôm nay đều trong tâm trạng phấn khích vì biết tin mẹ mình vẫn còn sống trên đời. Thỉnh thoảng, anh ta lại gọi điện cho Trương Minh Nguyệt để hỏi thăm tình hình. Chưa qua bao lâu, lòng anh ta lại nóng như lửa đốt không khống chế được mà tiếp tục nhấc máy gọi điện cho Trương Minh Nguyệt. Uy Long, có chuyện gì vậy? Hôm nay Trương Minh Nguyệt đã nhận được vô số cuộc gọi từ Lệ Uy Long, vì thế lúc này liền có chút không kiên nhẫn. Tôi chỉ muốn hỏi về nơi ở của mẹ tôi xem tình hình có tiến triển gì mới hay không. Lệ Uy Long cứ cách vài phút lại gọi cho Trương Minh Nguyệt nên khi nghe cô ta hỏi như thế, anh cũng có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Uy Long, tôi đã gọi đội đặc công xe đầu dốc hết toàn lực đi điều tra, nhưng anh phải kiên nhẫn cho chúng tôi thêm chút thời gian. Trương Minh Nguyệt cơ hồ như muốn khóc khi nói ra những lời đó. Sao năng lực làm việc của các người lại kém cỏi như thế chứ? Đã qua mấy giờ liền mà một chút manh mối cũng không có. Dù gì anh và mẹ cũng đã bị thất lạc hơn 10 năm, không phải chỉ vài ba tiếng là có thể tìm được chính xác tung tích của bà ấy. Bộ anh nghĩ con người chúng ta là thần thánh hay sao hả? Trương Minh Nguyệt can đảm nói ra lời này liền không thể tránh khỏi một phen toàn thân đổ đầy mồ hôi hột. Mau đi tìm, tôi cho cô thời hạn là 3 ngày. Qua 3 ngày nữa, tôi muốn biết tất cả chính xác mọi thông tin và nơi ở của mẹ tôi hiện tại. Lê Uy Long nghiêm mặt ra lệnh. Lê Hộ Soái,
Tôi hoàn toàn có thể hiểu cảm giác lúc này của anh, nhưng thời gian 3 ngày đối với chúng tôi là quá khó khăn. Tôi không dám cam đoan 3 ngày sau tôi có thể tìm được mọi thông tin như anh yêu cầu, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng làm hết sức mình. Nếu may mắn, hy vọng 3 ngày sau tôi có thể tìm được như ý muốn, còn nếu không, e là chuyện này có thể kéo dài đến vài 3 tháng. Trương Minh Nguyệt thật lòng nói ra những suy nghĩ trong đầu cô ta lúc này. Được rồi, cô nhanh chóng đi điều tra đi, khi nào có kết quả thì báo cho tôi biết. Lê Hộ Soái yên tâm, tôi nhất định sẽ thông báo ngay cho anh khi có bất kỳ tiến triển nào, anh cũng không cần lúc nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm như thế. Lê Uy Long lúc này nhìn thấy Chu Nhược Mai đang ở bên cạnh nghe anh và Trương Minh Nguyệt nói chuyện, anh liền nói thêm. Còn nữa, mẹ vợ của tôi là bà Giang Mộng Vận, cô cũng giúp tôi phái người nhanh chóng tìm ra tung tích của bà ấy. Trương Minh Nguyệt lúc này chỉ muốn rủa thầm anh một câu. Bộ anh tưởng chúng tôi rảnh rỗi lắm hay gì? Nhưng cô ta vẫn căn bản không dám nói ra, rốt cuộc chỉ có thể đành nói. Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại một hồi lâu, Lệ Uy Long vẫn còn canh cánh nỗi bất mãn trong lòng. Mấy người đặc công xe đầu này làm ăn cái kiểu gì thế không biết, chỉ có mỗi việc điều tra tin tức của hai người bọn họ mà cả ngày trời vẫn không có chút manh mối gì. Ông xã, anh cũng đừng quá lo lắng. Thế giới rộng lớn cùng với biển người mênh mông như vậy, tìm ra tung tích của người đã mất liên lạc hàng mấy năm trời cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chu Nhược Mai ở một bên an ủi nói. Chương 830 qua cơn nguy kịch. Anh biết điều đó, nhưng anh muốn gặp mẹ sớm một chút, nên anh đã tạo chút áp lực cho họ, nếu không họ sẽ lười biếng. Lê Uy Long nói. Anh là hộ soái bảo vệ, sao bọn họ có thể dám không hoàn thành mệnh lệnh của anh? Anh không nhất thiết lúc nào cũng gọi điện cho Trương Minh Nguyệt, như vậy sẽ tạo áp lực quá lớn với cô ta. Chu Nhược Mai nói. Được rồi, vậy thì anh sẽ cố gắng hết sức nhẫn nại, hạn chế gọi điện thoại cho cô ta. Lê Uy Long nói. Thành phố Vĩnh Thụy. Đỗ Quang và Ngụy Thái Phượng vẫn đang canh gác ở bệnh viện, đợi Đỗ Lượng tỉnh lại. 9 giờ tối, cuối cùng Đỗ Lượng cũng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, hơn nữa cũng đã qua cơn nguy kịch. Sau đó Đỗ Lượng được chuyển đến một gian phòng bệnh cao cấp. Đỗ Quang và Ngụy Thái Phượng cũng đã có thể vào phòng bệnh thăm con trai của mình. Bố, mẹ, mắt trái của con đã bị đánh vỡ, không thể nhìn được nữa, bác sĩ nói con đã bị chột một mắt, con không muốn sống nữa. Đỗ Lượng vừa khóc vừa nói. Con trai, con phải mạnh mẽ lên, con không được nghĩ đến chuyện vứt bỏ bản thân được, mẹ nhất định sẽ tìm người chữa lành mắt cho con. Ngụy Thái Phượng an ủi nói. Nhưng mà, bác sĩ đã nói rằng mắt của con không thể nào chữa được nữa, mẹ còn có cách nào khác sao? Đỗ Lượng nói. Bác sĩ cũng nói rằng nếu có thể đổi mắt, con có thể nhìn lại được. Ngụy Thái Phượng nói. Đổi nhãn cầu sao? Sao mẹ có thể nói ra dễ dàng như vậy? Làm gì có nhãn cầu để con đổi chứ? Đỗ Lượng nói. Con không cần phải lo lắng về điều này. Mẹ sẽ nghĩ cách tìm nhãn cầu thích hợp để thay cho con. Ngụy Thái Phượng không muốn con trai mình biết rằng bà ta muốn lấy mắt của người khác để thay cho cậu ta. Mẹ đừng gạt con nữa. Trên đời này làm gì có người nào còn sống mà muốn hiến nhãn cầu chứ? Chỉ có thể là người chết thôi, con không muốn dùng nhãn cầu của người chết. Đỗ Lượng nói. Con trai, bố và mẹ của con sẽ không để con phải dùng nhãn cầu của người chết đâu, bố mẹ sẽ tìm nhãn cầu của người sống cho con. Đỗ Quang cũng an ủi nói. Bố, mẹ, tạm thời không nói đến chuyện mắt nữa, con bị người khác đánh đến thảm hại như vậy, bố mẹ nhất định phải làm chủ cho con. Đỗ Lượng nói. Con trai con yên tâm đi, bố mẹ nhất định sẽ báo thù cho con, bố đã cho người đi điều tra tung tích của những tên đó. Đỗ Quang nói. Bố, để tìm tung tích của những kẻ đó thật ra rất dễ dàng, dọc trên đường đi đều có camera an ninh, để cho tất cả các bộ phận liên quan điều tra xem những kẻ đó rốt cuộc đã chạy đến đâu. Đỗ Lượng nói. Chuyện này bố biết rồi, bố đã sắp xếp người đến điều tra xem xét, chắc chắn sẽ sớm có kết quả. Đỗ Quang nói. Hơn nữa. Con gái của người phụ nữ đó đang mặc đồng phục học sinh cấp 3, nên rất dễ tra ra danh tính của cô ấy. Đỗ Lượng lại nói. Con không cần quan tâm đến những chuyện này nữa, bố mẹ sẽ điều tra, con chỉ cần thành thật kể cho bố mẹ tất cả mọi việc đã diễn ra, tại sao bọn người không có đầu óc đó lại đánh con thảm như vậy. Đỗ Quang có chút không tin những gì Gia Dương và Tôn Tử nói, vì vậy ông ta muốn nghe chính miệng đứa con trai mình nói. Đỗ Lượng cũng không giấu giếm gì, kể chi tiết tối nay, con. Gia Dương và Tôn Tử uống chút rượu tại trang trại Yên Cầm. Trên đường về, do trời mưa lớn,
tầm nhìn bị hạn chế nên tụi con không cẩn thận va chạm với một chiếc xe ba gác. Đèn xe Porsche của con bị đập nát và phần thân cũng bị chảy xước, nên con đã yêu cầu hai mẹ con kia bồi thường cho con 1 tỷ. Nếu họ không trả, con sẽ cho Gia Dương và Tôn Tử dạy cho họ một bài học. Thì ra là do con lái xe sau khi uống rượu, Đỗ Quang nói. Lái xe sau khi uống rượu chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không phải do bọn họ lúc này đã đi ngang qua con, cùng sẽ không xảy ra chuyện con tông vào xe ba gác của họ. Có trách thì trách họ sớm không đến, muộn không đến, lại có tình xuất hiện tại đoạn đường đó đúng thời điểm đó. Đỗ Lượng nói. Con nói đúng. Những kẻ hèn mọn này luôn đi những chiếc xe rách nát để cản trở chúng ta lái xe, thực sự khiến cho người khác bực bội. Đúng vậy, chiếc Porsche mới mua của con đã bị xe ba bánh của bọn họ phá nát, họ còn không có tiền để đền cho con, nên con cho Gia Dương và Tôn Tử đánh họ để giải tỏa cơn tức giận, như vậy là có quá đáng không? Đỗ Lượng nói, tuyệt đối không có gì quá đáng. Loại người nghèo như vậy, lại dám tông vào xe của chúng ta mà không đền tiền, thì nên cho chúng một bài học nhớ đời. Chương 831 kiêu ngạo. Sau đó thì sao? Ngụy Thái Phượng hỏi. Sau đó thì cái tên không có đầu óc đó đi ra, không nói lời nào liền đánh tụi con. Đỗ Lượng cũng không biết xấu hổ nói với bố mẹ của mình là chính anh ta đã đòi lấy Lê Tịnh Vi để đền tiền bồi thường cho vụ việc kia, dù sao chuyện như thế cũng khó có thể nói ra. Thật sự quá nực cười. Không bồi thường tiền, ngược lại còn đánh người, đúng là chọc tôi tức chết mà. Ngụy Thái Phượng nói. Đúng vậy. Khi nó đánh con đã nói với nó rằng bố con chính là người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy này, và ông nội con là bộ trưởng. Mà nó chỉ cười nhạt, không chút nể mặt, vẫn tiếp tục đánh không tha. Đỗ Lượng nói, thằng nhóc này quá kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng, không tiêu diệt nó thì mối hận thù trong lòng tôi khó mà biến mất được. Đỗ Quang hung tợn nói, lúc này, vài người đàn ông vội vã bước vào. Ông chủ, chúng tôi đã điều tra được tung tích của người đánh cậu chủ bị thương rồi. Một người đàn ông nói, tốt, tra ra được là tốt, bọn họ rốt cuộc có lai lịch thế nào? Đỗ Quang hỏi, cậu con trai đánh người tên là Triệu Đình Vũ, đến từ một nơi khác. Anh ta có một người em gái tên là Triệu Vũ Ngọc, cùng đi theo anh ta đến thành phố Vĩnh Thụy. Cả hai anh em đều là lần đầu đến thành phố Vĩnh Thụy, mọi thứ đều xa lạ, không có nhà để về, là đứa con gái của người phụ nữ lái xe ba bánh kia nhận họ về nhà ở. Người phụ nữ đi xe ba bánh tên là Lê Tuyết Tương, và cô gái tên Lê Tịnh Vi là con gái của bà ấy. Cô ấy là học sinh năm cuối của trường cấp 3 số 1 thành phố Vĩnh Thụy. Người phụ nữ tên Lê Tuyết Tương kia, thuê một mảnh đất trồng rau và dựa vào việc trồng rau và bán rau để kiếm sống, không có bối cảnh gì lớn. Triệu Đình Vũ kia thì lại đến từ một vùng khác thành phố Vĩnh Thụy, lại càng không có bối cảnh gì lớn. Những người đàn ông nói liên tục. Người không có lai lịch gì cả lại dám kiêu ngạo như vậy, đúng là chán sống rồi. Đỗ Quang nghiến răng nghiến lợi nói. Giết những kẻ nhỏ bé không có lai lịch gì như thế này thực sự quá dễ dàng như dẫm phải vài con kiến, chẳng ai thèm đoái hoài, nhà của bọn chúng ở đâu? Ngụy Thái Phượng hỏi. Nhà của họ ở ngoại ô phía tây thành phố, chúng tôi đã nắm bắt được vị trí rồi. Một cấp dưới cho biết. Được rồi, năng lực làm việc của các cậu rất tốt. Trong thời gian ngắn như vậy đã điều tra xong, rất tốt. Ngụy Thái Phượng khen ngợi. Bà chủ, khi nào thì chúng ta ra tay? Một cấp dưới hỏi. Không cần vội, để cho bọn chúng tự do nhảy nhót một chút, từ giờ trở đi, các cậu sẽ theo dõi sát sao mọi động thái của bọn chúng đừng để chúng bỏ chạy. Ngụy Thái Phượng nói. Hiện tại bà ta vẫn chưa tìm được bác sĩ tư đáng tin cậy. Trước tiên bà ta muốn tìm một bác sĩ tư thật tốt, sau khi mọi thứ đã sắp xếp sẵn sàng. Bà ta sẽ đưa Triệu Đình Vũ và những người khác về đây, sau đó lập tức đi phẫu thuật lấy mắt. Nếu bây giờ bắt được rồi mà bác sĩ tư vẫn chưa sẵn sàng, bà ta sợ đêm dài lắm mộng, mọi chuyện sẽ thêm phức tạp. Chỉ cần tìm được bác sĩ tư nhân, lập tức sẽ cho những thủ hạ này bắt người về, phẫu thuật lấy nhãn cầu, tốc chiến tốc thắng, sau đó giết hết những người này. Chỉ bằng cách này, mới không để lộ ra sơ hở nào. Vâng, thưa bà chủ. Chúng tôi sẽ theo dõi họ cả ngày lẫn đêm, sẽ không để bọn họ chạy trốn. Một trong những thuộc hạ nói. Các cậu trở về trước đi, cho người thay phiên canh gác, đợi mệnh lệnh của tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cho các cậu hành động. Ngụy Thái Phượng nói. Ừ, mấy người lập tức đi ra ngoài. Sau đó, Ngụy Thái Phượng nói với Đỗ Quang, nhanh chóng tìm một bác sĩ tư nhân đáng tin cậy để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật nhãn cầu. Được rồi, anh sẽ liên lạc ngay. Đỗ Quang nói. Lúc này,
Trong một căn nhà đổ nát bên cánh đồng rau ngoài ngoại ô, Triệu Vũ Ngọc và Lê Tịnh Vi đang xoa rượu thuốc cho Lê Tuyết Tương. Triệu Đình Vũ lo lắng thế lực của gia đình Đỗ Lượng sẽ đến trả thù, nên anh ta đã đứng canh bên ngoài ngôi nhà. Lúc này, bão đã tạnh nhưng trời vẫn nổi sấm sét. Mọi người đều không biết rằng một thảm họa đang sắp ập lên đầu bọn họ. Chương 832 phải cảnh giác. Sau khi bôi thuốc lên vết thương cho Lê Tuyết Tương xong, Lê Tịnh Vi bước ra khỏi nhà và nói với Triệu Đình Vũ, anh Vũ, đêm khuya rồi, anh về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Anh không buồn ngủ, các em và mẹ đi ngủ trước đi. Triệu Đình Vũ có một linh cảm không lành rằng Đỗ Lược, con trai của người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy, đồng thời cũng là cháu ngoại của bộ trưởng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đây, anh phải luôn luôn cảnh giác. Anh Vũ, anh đang lo rằng họ sẽ đến đây trả thù sao? Lê Tịnh Vi hỏi. Anh hơi lo lắng một chút. Triệu Đình Vũ nói thật. Nếu lo như vậy, không bằng anh hãy rời thành phố Vĩnh Thụy sớm một chút. Lê Tịnh Vi nói. Không, anh muốn ở lại đây để bảo vệ mọi người. Cho đến khi chuyện này được giải quyết xong, anh mới có thể yên tâm rời đi được. Người là do anh đánh, nếu họ đến trả thù cũng sẽ đến để tìm anh, chắc hẳn họ sẽ không gây khó dễ cho em và mẹ đâu. Lê Tịnh Vi nói. Tịnh Vĩ, suy nghĩ của em quá ngây thơ rồi, nếu không tìm được anh, họ sẽ lấy em và mẹ ra để xả giận, thậm chí còn dùng tính mạng của em để ép anh xuất hiện. Thủ đoạn của mấy người giàu có độc ác này anh đã gặp nhiều lần rồi. Chuyện này không đơn giản như những gì em nghĩ đâu, Triệu Đình Vũ nói. Đều tại em không tốt, làm liên lụy đến anh, Lê Tịnh Vi nói. Không, chuyện này em không làm sai hết, em hoàn toàn vô tội. Đây hoàn toàn là lỗi của tên thiếu gia độc ác kia. Là do chính anh ta say rượu lái xe đụng vào em, còn bắt nạt người khác. Nếu không phải do anh ta quá coi thường người khác, anh cũng sẽ không đánh anh ta thành ra bộ dạng thảm hại như vậy. Triệu Đình Vũ nói. Hai, chúng ta là những người nghèo, nên luôn bị người khác coi thường, bắt nạt như vậy, hy vọng chuyện này có thể sớm qua đi. Lê Tịnh Vi nói. Chuyện này sớm muộn gì cũng qua thôi. Em đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học. Có anh trai ở đây bảo vệ em yên tâm đi. Triệu Đình Vũ nói. Dạ, vậy thì anh cũng nên đi ngủ sớm một chút. Lê Tịnh Vi nói. Anh chỉ ngồi đây một lúc nữa, sau đó sẽ đi ngủ ngay, các em đi ngủ trước đi. Triệu Đình Vũ nói. Vâng, Lê Tịnh Vi đáp và bước vào phòng. Triệu Vũ Ngọc biết rằng anh trai cô ấy sẽ đứng canh bên ngoài nên cũng đi vào. Triệu Đình Vũ đứng ở bên ngoài đến nửa đêm, cũng không có động tĩnh gì, liền vào nhà ngủ. Lúc này, trong phòng bệnh của Đỗ Lượng, bà xã, anh đã liên hệ với một bác sĩ chợ đen rất chuyên nghiệp. Đỗ Quang nói với Ngụy Thái Phượng. Tốt rồi, khi nào thì ông ta đến? Ngụy Thái Phượng hỏi. Ông ta sống ở vùng ngoài, ngày mai sẽ xuất phát đến đây, nên tối mai mới tới được. Đỗ Quang nói. Được rồi, vậy thì tối mai chúng ta sẽ ra tay, bắt hết những người kia đến đây, để cho bọn chúng sống thêm một ngày nữa. Ngụy Thái Phượng nói. Được. Nhưng chúng ta nên thực hiện ca phẫu thuật ở đâu để an toàn hơn? Đỗ Quang hỏi. Địa điểm tiến hành là tòa nhà chưa hoàn thành ở phía tây thành phố, nơi đó hoang vắng, khó tiếp cận, người khác sẽ không phát hiện được. Sau khi lấy nhãn cầu của bọn chúng sẽ giết hết, sau đó chọn đại một nơi gần đó để phi tan, rất tiện lợi và gọn gàng. Ngụy Thái Phượng nói. Tốt, quyết định như vậy đi, đến lúc đó anh sẽ tăng thêm người canh gác xung quanh, để phòng có chuyện bất trắc. Đỗ Quang nói. Nhất định phải sắp xếp thêm càng nhiều người càng tốt, không để bất kỳ ai tiếp cận. Dù sao đây cùng là không tốt đẹp gì, nếu truyền ra ngoài, cho dù ba em có thể cân bằng được, cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt. Ngụy Thái Phượng nói. Anh hiểu rồi, anh sẽ hết sức cẩn thận, không để lộ sơ hở nào, bà xã cứ yên tâm. Đỗ Quang nói. Chương 833 hôm sau. Triệu Đình Vũ canh gác bên ngoài ngôi nhà đến nửa đêm, không thấy ai tìm đến thì liền trở lại phòng ngủ. Một đêm bình an vô sự. Ngày hôm sau, thành phố Quốc Hòa. Lệ Uy Long đã gọi điện hỏi Trương Minh Nguyệt tiến độ của việc tìm kiếm mẹ anh, nhưng Trương Minh Nguyệt vẫn không có tin tức gì. Phía bên này, Phạm Cương cũng đang gấp rút xây dựng tượng đài liệt sĩ. Còn Lê Lương Quân cũng đang ngày đêm thu thập hài cốt của các liệt sĩ. Ngày mai, một lễ truy điệu hoành tráng sẽ được tổ chức trước tượng đài. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Quốc Vương Long Quốc cũng quyết định thông qua đề xuất của Lê Uy Long trước, sau lễ truy điệu ngày mai sẽ tổ chức một buổi lễ tuyên thệ để tiếp thêm sức mạnh cho quân đội và khiến kẻ thù khiếp sợ. Hôm nay Lê Uy Long cũng không nhàn rỗi,
trước tiên đi kiểm tra quá trình xây dựng tượng đài liệt sĩ, sau đó cùng Lý Lương Quân đi kiểm tra việc quy tập hài cốt liệt sĩ. Sau đó, Lệ Uy Long yêu cầu ba đội quân phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc lễ tuyên thệ vào ngày mai. Lễ tuyên thệ ngày mai phải thật hoành tráng để cho quân thù phải khiếp sợ. Trong buổi chiều, tượng đài liệt sĩ đã hoàn thành, sàn được hong khô đến ngày mai, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Đến đêm, hài cốt của các liệt sĩ đã được quy tập hết. Tượng đài liệt sĩ được xây dựng trong một không gian thoáng mát ở phía bắc thành phố, hài cốt của các liệt sĩ được quy tập ở phía nam thành phố. Sáng mai, linh cữu của các liệt sĩ sẽ được vận chuyển từ phía nam ra tượng đài liệt sĩ ở miền bắc để an táng. Từ nam đến bắc, trên toàn bộ thành phố Quốc Hòa. Tin tức về buổi lễ tưởng niệm long trọng dành cho các chiến sĩ đã hy sinh trong kháng chiến vào ngày mai đã lan nhanh như cháy rừng, lan đến mọi ngóc ngách của thành phố Quốc Hòa, tất cả người dân thành phố Quốc Hòa đều đã biết. Ngay cả người dân của toàn bộ Long Quốc cũng biết về điều này. Lệ Uy Long đã quét sạch toàn bộ kẻ thù xâm lược bằng máu và sắt ở thành phố Quốc Hòa, tất cả người dân ở thành phố Quốc Hòa, và thậm chí cả người dân của toàn bộ Long Quốc đều biết rằng anh không chỉ là một trung tướng, mà còn là một thiết huyết sư. Tất cả những lời hoài nghi, chửi rủa đối với Lệ Uy Long đã biến mất theo trận chiến ở thành phố Quốc Hòa. Bây giờ những người dân phải rời khỏi thành phố Quốc Hòa vì chiến tranh đã lục tục trở về. Và cũng vào lúc này, Lê Dung, Ngô Tường Ninh, Lâm Khánh Hoàn và những người khác đều đã trở lại. Trong trận chiến đầu tiên tại Quốc Hòa, có quá nhiều binh lính bị thương, Lê Dung biết được rằng Lưu Đại Thông đang ở bệnh viện ngoài chiến trường làm việc nhiều ngày liên tiếp để cấp cứu những người bị thương trong trận chiến, nên không đến gặp anh ấy vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Tuy nhiên, thành phố Quốc Hòa đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa chiến tranh, rất nhiều người dân không còn nhà để về. Thành phố Quốc Hòa đang phải đối mặt với những vấn đề to lớn trong công cuộc tái thiết sau chiến tranh. Lúc này, tại thành phố Vĩnh Thụy, nhà của Đỗ Quang. Bà xã, bác sĩ Tư mà chúng ta đã mời và hai trợ lý của ông ta đã đến thành phố Vĩnh Thụy. Đỗ Quang nói với Ngụy Thái Phượng. Được rồi, để bọn họ ổn định trước, 2 giờ sáng chúng ta sẽ ra tay. Ngụy Thái Phượng nói. Tại sao phải đợi đến 2 giờ sáng? Đỗ Quang hỏi. Bởi vì lúc 2 giờ sáng, yên tĩnh, thì dễ dàng thực hiện hơn, giảm nguy cơ bị người khác phát hiện. Ngụy Thái Phượng nói. Anh hiểu rồi, anh sẽ thông báo cho thuộc hạ chuẩn bị sẵn sàng 2 giờ sáng sẽ bắt những người kẻ đó tới tòa nhà đang xây dở. Đỗ Quang nói. Lúc này, tại nhà của Lê Tuyết Tương. Thật kỳ lạ, đúng ra mà nói, chúng ta đã đánh bị thương con trai của người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy và đắc tội với Đỗ Quang người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy. Đáng lẽ ra họ nên sớm đến đây tính sổ với chúng ta mới phải. Bây giờ một ngày đã trôi qua, sao vẫn không có chút động tĩnh nào? Triệu Vũ Ngọc nói với vẻ kinh ngạc. Lê Tuyết Tương nói, càng là sóng yên biển lặng, thì càng làm cho người khác bất an, đây có lẽ là thời điểm trước khi bão lớn ập đến. Mẹ, mẹ không cần phải quá lắng quá, có thể họ không biết chúng ta làm, hoặc là tìm không thấy chúng ta. Lê Tĩnh Vi nói, với thế lực của họ, muốn tìm thấy chúng ta thì không khó gì, mẹ vẫn cảm thấy sắp có chuyện lớn chẳng lành sắp xảy ra. Lê Tuyết Tương nói, dì Tuyết Tương, dì yên tâm đi, cháu sẽ bảo vệ tốt cho mọi người. Triệu Đình Vũ nói, đúng vậy, dì Tuyết Tương, anh trai của con có luyện võ, thực lực rất mạnh, có thể một mình đánh lại mấy chục người, dì cứ yên tâm đi ngủ đi. Triệu Vũ Ngọc cũng an ủi, một mình anh trai con có thể đánh được mấy chục người thật sao sao? Lê Tuyết Tương ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, Triệu Vũ Ngọc nói, thế lực của Đỗ Quang rất mạnh, có rất nhiều tay sai. Một tay che trời ở thành phố Vĩnh Thụy này, anh trai con đánh lại hàng chục người cũng không có ích gì. Một mình anh con sao có thể chống lại một gia tộc như thế chứ? Lê Tuyết Tương nói. Dì Tuyết Tương, nếu bọn họ tìm đến đây, chúng ta cứ tùy thuộc vào hoàn cảnh mà hành động, bây giờ có lo lắng cũng không giúp được gì, dì cứ đi nghỉ ngơi sớm đi. Triệu Đình Vũ nói. Hay, Lê Tuyết Tương thở dài và nói, được rồi, dì hy vọng họ sẽ không tìm đến đây. Sau khi Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc ngủ, Triệu Đình Vũ canh gác bên ngoài ngôi nhà như đêm qua. Đêm nay, trăng lên cao. Thấm thoát đã đến 2 giờ sáng. Đỗ Quang, Ngụy Thái Phượng, bác sĩ Chợ Đen đến từ bên ngoài thành phố, và hai trợ lý đã đến một tòa nhà chưa hoàn thiện ở phía tây thành phố, và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật. Tất cả tay sai nhà họ Đỗ đều canh giữ bên ngoài tòa nhà đang xây dựng dở dang. Có đến 500 tên côn đồ, một số lượng cực kỳ lớn. Vào lúc này,
hơn 50 tên côn đồ của nhà họ Đỗ đang lái xe hướng về phía nhà của Lê Tuyết Tương. Chương 834 50 năm. Đỗ Quang cảm thấy cử 50 người là quá đủ để đối phó với một kẻ như Triệu Đình Vũ, 50 người là quá dư giả, thậm chí còn có chút đề cao anh ta. Nhưng mà để an toàn, ông ta vẫn cử ra 50 người để tránh lọt lưới và để không bỏ sót một ai. Triệu Đình Vũ canh gác ngoài nhà đến 1 giờ rưỡi sáng không thấy động tĩnh gì nên quay vào nhà ngủ. Canh gác liên tục 2 đêm, anh ta thực sự rất mệt mỏi, nằm trên giường chưa đến 3 phút sau đã ngủ thiếp đi. Vào khoảng 2 giờ 30 sáng, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tĩnh Vi bị đánh thức bởi tiếng xe ô tô. Còn Triệu Đình Vũ thì vì quá mệt, hơn nữa chỉ vừa mới ngủ say, nên chưa tỉnh dậy. Hơn chục chiếc ô tô dừng bên ngoài ngôi nhà, theo sau là tiếng bước chân rầm rập. Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tĩnh Vi đều cảm thấy tình hình không ổn, lập tức đứng dậy và chạy ra khỏi nhà xem chuyện gì đã xảy ra. Triệu Vũ Ngọc đã linh cảm được một kẻ thù rất mạnh sắp xông đến đây, nên trước tiên đã đi vào bếp và lấy một con dao thái rồi mới chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài, ba người thấy cả chục chiếc limousine đậu quanh nhà, hàng chục người đàn ông mặc vest, tay cầm gậy sắt vây kín nhà. Nhìn thấy trận thế này, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tĩnh Vi đều sửng sốt. Chuyện nên đến cũng đã đến rồi. Không nghi ngờ gì nữa, những người đàn ông mặc vest này chắc hẳn là do nhà họ Đỗ cử đến. Người nhà họ Đỗ cuối cùng cũng đã tìm tới cửa. Khuôn mặt mỗi người đàn ông mặc vest đều vô cảm, trên người đều tỏa ra một luồng sát khí. Lê Tĩnh Vi nhút nhát chưa từng gặp qua tình thế này bao giờ, cô ấy sợ hãi trốn sau lưng mẹ mình, run rẩy. Nửa đêm nửa hôm các anh làm gì ở đây vậy? Lê Tuyết Tương mạnh dạn hỏi. Mấy người làm cậu chủ nhà chúng tôi bị thương, nên xin mời đi cùng chúng tôi một chuyến. Người cầm đầu những người đàn ông nói một cách lễ độ. Người đàn ông trong bộ vest đó tên là Thôi Bình, là một người có thực lực vượt trội, cũng chính là người đứng đầu của đám côn đồ. Có thể không nói không rằng mà ra tay ngay lập tức, đem bọn họ về lấy nhãn cầu làm phẫu thuật, nhưng Thôi Bình lại không muốn ra tay, mà lại muốn để cho bọn họ tự động lên xe. Không, chúng tôi sẽ không đi cùng mấy người. Lê Tuyết Tương biết rằng đi theo những người này chắc chắn là một sai lầm, đương nhiên, bà ấy sẽ không dễ dàng theo chân bọn họ. Các người đã bị chúng tôi bao vây, không một ai trong số các người có thể chạy thoát được. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tốt nhất là nên tự lên xe một cách ngoan ngoãn, nếu không thì chúng tôi sẽ không khách sáo xông lên bắt tất cả các người. Thôi Bình nói, nếu các anh để hai cô bé này đi, tôi sẽ đi theo với các anh. Lê Tuyết Tương biết lần không thể thoát được. Nên để bảo vệ Lê Tĩnh Vi, Triệu Vũ Ngọc và Triệu Đình Vũ, bà ấy quyết định một mình đi theo bọn họ. Mẹ, mẹ không được đi cùng bọn họ. Lê Tĩnh Vi thấy Lê Tuyết Tương muốn đi cùng những người này, vội vàng túm váy không cho bà ấy rời đi. Lúc này, Thôi Bình nói, bà chỉ là một bà già, thì giúp ích gì được cho chúng tốt. Tất cả những người ở đây đều phải đi cùng chúng tôi, bao gồm cả thằng nhóc đã làm bị thương cậu chủ của chúng tôi. Lúc này, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tĩnh Vi mới nhận ra rằng Triệu Đình Vũ vẫn chưa ra ngoài. Lê Tuyết Tương và Lê Tĩnh Vi thầm nghĩ, Triệu Đình Vũ này cứ luôn miệng nói là muốn bảo vệ bọn họ, còn khoe khoang một mình có thể đánh bại mấy chục tên, nhưng bây giờ đến thời khắc quan trọng lại không dám xuất hiện. Đừng nói anh ta đã bị thế lực của đối phương làm cho sợ chết khiếp rồi chứ. Họ không biết rằng Triệu Đình Vũ vì quá mệt, nên anh ta chỉ vừa mới ngủ thiếp đi tạm thời chưa tỉnh dậy được, cũng không biết kẻ thù đã ập đến cửa. Khi Thôi Bình nhìn thấy Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tĩnh Vi do dự, không muốn chủ động lên xe, vì vậy anh ta sốt ruột nói với thuộc hạ của mình, ra tay đi. Đưa hết bọn họ lên xe. Hơn 10 người lập tức tiến về phía Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tĩnh Vi. Những người đàn ông mặc vest khác thì ở nguyên vị trí, tiếp tục bao vây ngôi nhà để ngăn không cho bất cứ ai chạy thoát. Khi Lê Tuyết Tương và Lê Tĩnh Vi nhìn thấy hơn chục người đàn ông mặc vest tiến đến, tất cả đều kinh hãi lùi về sau. Nhưng vẫn nắm chặt con dao ở sau người. Không ai được tiến lại đây, nếu ai dám tiến thêm một bước nào nữa, tôi sẽ chém chết mấy người. Triệu Vũ Ngọc đột nhiên cầm con dao thái tiến lên một bước, lớn tiếng quát. Lời nói của cô ấy vừa dứt, đám côn đồ không khỏi phá lên cười. Mặc dù Triệu Vũ Ngọc có trong tay một con dao làm bếp nhưng đám côn đồ nhà họ Đỗ không coi cô ấy ra gì. Bởi vì bàn tay cầm con dao của Triệu Vũ Ngọc đang run lên rõ rệt. Những tên côn đồ này đều là những kẻ tàn bạo, làm những việc như giết người phóng hỏa, có loại người nguy hiểm nào mà chưa gặp qua,
sao có thể sợ một cô gái yếu đuối cầm một con dao nhỏ cơ chứ? Lời cảnh cáo của Triệu Vũ Ngọc rõ ràng là không đủ mạnh mẽ, vừa nghe là biết chỉ để hù người khác. Lúc này, Triệu Vũ Ngọc với dáng người gầy gò nhỏ bé đang đứng một mình, mà đám côn đồ kia thì vô cùng đông và mạnh mẽ. Đứng trước một đội hình mạnh như vậy, cô ấy giống như một con thuyền độc mộc, quá nhỏ bé, sẽ bị chìm bất cứ lúc nào. Tình cảm này thực sự quá nực cười. Nếu có người đi ngang qua, chắc tưởng là đang xem hài. Em gái, đừng làm loạn nữa, bỏ dao xuống đi, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi. Một người trong những người đàn ông mặc vest nói, và tiếp tục đi về phía Triệu Vũ Ngọc. Khoảng hơn chục người đàn ông mặc vest còn lại cũng tiếp tục đi về phía Triệu Vũ Ngọc. Nhưng Triệu Vũ Ngọc không lùi bước, và vẫn nghiêm nghị hét lên, không được đến đây. Còn tiến lên tôi sẽ đâm các người thật đó. Khi Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi nhìn thấy Triệu Vũ Ngọc đối mặt với kẻ thù hùng mạnh, nhưng cô ấy vẫn không hề nao núng lùi bước, hai người vô cùng khâm phục lòng dũng cảm của cô ấy còn dũng cảm hơn người anh trai như còn rùa rụt đầu của mình nhiều. Nếu có đủ can đảm, thì cô chém tôi thử xem. Một trong những người đàn ông mặc vest cầm gậy sắt bước lên và nói một cách khiêu khích. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ cửa nhà, em gái, không cần dùng dao mổ trâu để giết gà. Em lùi ra phía sau đi, để anh xử lý bọn người này cho. Chương 835 sao giờ mới ra. Triệu Vũ Ngọc nghe thấy giọng nói quen thuộc liền vội vàng nhìn lại và thấy chính là anh trai cô ấy, Triệu Đình Vũ đang bước ra khỏi nhà. Triệu Vũ Ngọc, cô gái đang đơn phương độc mã, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi anh trai cô ấy bước ra. Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi, cũng như đám côn đồ nhà họ Đỗ, cũng nhìn chằm chằm Triệu Đình Vũ. Chỉ thấy Triệu Đình Vũ đang mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng, tay không tất sắc, đằng đằng sát khí đang bước ra ngoài. Anh, sao bây giờ anh mới ra? Triệu Vũ Ngọc hỏi với giọng trách móc. Anh canh gác đến tận nửa đêm, thực sự quá mệt mỏi nên ngủ hơn sâu. Ngại quá, làm cho mọi người phải sợ hãi rồi. Triệu Đình Vũ nói. Lúc nãy khi Triệu Đình Vũ đang ngủ say thì cảm thấy có luồng sát khí rất lớn đang tiến lại gần, nên đột nhiên anh ta bừng tỉnh dậy. Sau đó, nghe thấy tiếng em gái nói chuyện với đám côn đồ, anh ta biết rằng kẻ thù đã đến. Tình huống quá khẩn cấp, anh ta bật dậy khỏi giường rồi chạy ra khỏi phòng mà không kịp mặc áo khoác. Lúc này, Triệu Đình Vũ đã đến bên cạnh Triệu Vũ Ngọc. Nếu anh đã ra đẩy rồi thì những người này giao cho anh đấy. Triệu Vũ Ngọc vừa nói vừa đưa con dao làm bếp cho Triệu Đình Vũ. Triệu Đình Vũ liếc nhìn xung quanh, thấy đối phương chỉ có khoảng 50 người ở đây. Liền nói, chẳng phải lúc này anh đã nói rồi sao, không cần dùng dao nổi trâu để giết gà, cất cái dao mổ trâu của em vào đi. Triệu Đình Vũ không muốn sử dụng dao làm bếp vì anh ta lo rằng dao làm bếp sẽ quá sắc và có thể giết người nếu anh ta không cẩn thận. Đối thủ chỉ khoảng 50 người, anh ta cảm thấy rằng mình có thể đối phó với bọn họ bằng tay không. Thôi Bình không khỏi co giật khóe miệng khi nghe Triệu Đình Vũ nói không cần dùng dao mổ trâu để giết gà. Đêm nay ông chủ phái đến 50 người đến bắt những người này, anh ta cảm thấy ông chủ quá khoa trương dùng vòi rồng để đánh muỗi rồi. Không ngờ rằng thằng nhóc này còn nói là không cần dùng dao mổ trâu để giết gà, đúng là quá ngông cuồng rồi. Lên, trước hết cứ đánh cho thằng nhóc đó tàn phế, rồi bắt hết bọn họ đem về. Thôi Bình không muốn nhìn Triệu Đình Vũ khoác loát nữa nên lập tức hạ lên cho thuộc hạ xông lên. Ông bà chủ và bác sĩ tư nhân vẫn đang ở trong tòa nhà đổ nát đang chờ bọn họ bắt người đem về phẫu thuật lấy nhãn cầu, không thể lãng phí quá nhiều thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cả chục tên côn đồ lập tức cầm thanh sắt lao về phía Triệu Đình Vũ. Người đàn ông lúc này gào thét kêu Triệu Vũ Ngọc dùng dao chém anh ta đi đang lao tới trước mặt đầu tiên Triệu Đình Vũ. Triệu Đình Vũ liền trực tiếp đá vào bụng anh ta một cái. A, à, người đàn ông mặc đồ áo vest đó đã không tránh kịp, nên đột ngột bay ngược ra sau. Trong quá trình bị đá bay ngược về sau, miệng người đàn ông đó đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi, vẽ lên không trung một vệt máu cầu vồng. Nhìn thấy điều này, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi đã bị sốc, hóa ra Triệu Đình Vũ thực sự rất mạnh, không phải khoe khoang. Những người lao lên phía sau đều không ngờ rằng Triệu Đình Vũ lại có thể đá văng người khác bằng một cú đá, bọn họ quá bất ngờ không kịp phòng bị, nên có nhiều người ở phía sau bị người đàn ông đang bay đó đụng ngã. Những người không bị đánh gục đều bị sốc và bất giác dừng lại. Thôi Bình nhìn thấy Triệu Đình Vũ lợi hại như vậy, anh ta cũng toát mồ hôi lạnh. Thì ra thằng nhóc con không biết trời cao đất dày này, là một người có thực lực, thỏa nào cậu ấm nhà họ Đỗ bị đánh thảm như vậy.
Tuy nhiên, dù Thôi Bình đã nhìn thấy sức mạnh của Triệu Đình Vũ nhưng anh ta vẫn không hề sợ hãi. Bởi vì anh ta cũng là một người rất mạnh, anh ta cũng đã gặp qua không ít người lợi hại. Thằng nhóc con này chẳng qua chỉ là dùng một cú đá bay người khác lên không thôi, cũng không có gì tài giỏi hết. Đứng lên nhanh, bắt hết mấy người đó lại. Thôi Bình thấy những thuộc hạ của mình đều đang đứng đờ người tại chỗ thì giận dữ quát lên. Những tên côn đồ chưa bị đánh nghe thấy mệnh lệnh của Thôi Bình thì bắt đầu vung mã tấu trong tay lên, lao về phía Triệu Đình Vũ. Triệu Đình Vũ gầm lên và lao về phía họ. Bịch bịch bịch. A a a. Triệu Đình Vũ đấm nhanh như chớp, không ngừng đấm đá vào ngực và mặt của mấy tên côn đồ. Có một tên côn đồ giơ mã tấu lên đánh vào Triệu Đình Vũ nhưng chưa kịp trúng thì đã bị Triệu Đình Vũ dùng tay đỡ được. Trong vòng chưa đầy một phút, Triệu Đình Vũ đã hạ gục cả chục tên côn đồ của nhà họ Đỗ. Cả Lê Tuyết Tương và Lê Ngọc Khiết đều không ngờ Triệu Đình Vũ lại có sức mạnh như vậy, một địch 10 nhưng lại có thể giành được chiến thắng dễ dàng, chẳng trách trước đây anh ta luôn tự tin và muốn ở lại để giải quyết chuyện này. Triệu Vũ Ngọc biết rõ sức mạnh của anh trai mình, nên cô ấy không ngạc nhiên khi thấy Triệu Đình Vũ giành chiến thắng một cách dễ dàng, bởi vì cô điều này nằm trong dự liệu của cô ấy. 30 tên côn đồ khác có đang nhiệm vụ bao vây ngôi nhà, nhìn thấy Triệu Đình Vũ hạ gục hàng chục đồng bọn của mình trong tức khắc, bọn chúng vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên. Thôi Bình lúc này cũng không nhịn được lau mồ hôi lạnh, khi nhìn thấy đám thuộc hạ ngơ ngác đứng xung quanh, anh ta mới nhớ ra mình còn hơn 30 người chưa có động tĩnh gì. Hơn 30 người này, không phải là kẻ vô dụng, thùng rỗng kêu to. Anh ta đưa nhiều người đến đây như vậy, không phải là để bọn chúng ngạc nhiên há hốc mồm, xem náo nhiệt. Đừng có đứng thất thần ở đó nữa, xông hết lên cho tôi. Thôi Bình tức giận hét lên. Mặc dù đám côn đồ có chút sợ hãi trước sức mạnh của Triệu Đình Vũ, nhưng dưới lệnh của Thôi Bình thì bọn chúng không dám không tuân theo, lập tức xúm lại, vung mã tấu, lao về phía Triệu Đình Vũ từ mọi hướng. Chương 836 số phận. Khi Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi nhìn thấy hơn 30 người phía bên kia lao lên cùng một lúc, không thể không lo lắng thay cho Triệu Đình Vũ. Trái tim hai người họ đã nhảy lên tận họng. Mặc dù vừa rồi Triệu Đình Vũ đã đánh bại hơn chục người, thật sự khiến người khác ngạc nhiên, nhưng bây giờ đối thủ là hơn 30 người, nhiều hơn gấp đôi. Bàn tay của hai mẹ con bất giác nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Số phận của họ đều đã đặt hết lên người của Triệu Đình Vũ. Còn đám côn đồ nhà họ Đỗ kia đều là những kẻ đánh đấm một cách liều mạng, một khi đã ra tay thì không sợ bất cứ điều gì. Tất cả bọn chúng đều tin rằng hai tay chắc chắn đánh không lại bốn tay, nên không tin rằng một kẻ như Triệu Đình Vũ có thể chống lại hơn 3 người người bọn chúng. Nhìn thấy đám côn đồ nhà họ Đỗ lao đến thì Triệu Đình Vũ cũng xông lên, hai tay đấm lia lịa, hất tung hai tên côn đồ trước mặt, đồng thời giật lấy thanh sắt trên tay. Sau đó, Triệu Đình Vũ đã chiến đấu quyết liệt với những tên côn đồ của nhà họ Đỗ bằng cây gậy sắt trên tay. Trong phút chốc, bóng dáng của mấy cây gậy sắt liền thoát ẩn thoát hiện. Bịch bịch keng keng. A. À, tiếng gậy sắt va chạm, đụng độ vào nhau, kèm theo những tiếng la hét liên tục vang lên. Đám côn đồ nhà họ Đỗ đó lần lượt bay ra ngoài. Triệu Vũ Ngọc đang cầm dao làm bếp, nhìn thấy anh trai mình một mình chống chọi với hàng chục người. Cô ấy cũng muốn bước tới để giúp đỡ, nhưng cô ấy lại tự ý thức được. Cô ấy biết mình chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, chưa từng luyện võ, nếu lao vào đó dù không thiệt mạng thì cũng sẽ bị thương. Vì vậy, cô ấy quyết định không gây thêm phiền phức, kiểu đánh nhau, chém chém giết giết này không hề thích hợp với cô ấy. Được một nửa trận, hơn một nửa trong số 30 tên côn đồ nhà họ Đỗ đã ngã xuống. Lê Tuyết Tương và Lê Ngọc Khiết thấy Triệu Đình Vũ một mình đánh với hơn mấy chục người nhưng vẫn bất khả chiến bại thì trong lòng không khỏi vui mừng. Nhìn thấy người bên phía mình càng ngày càng ít đi, Thôi Bình cuối cùng cũng biết rằng anh ta đã đánh giá thấp thực lực của Triệu Đình Vũ. Anh ta đã biết được, bên mình chắc chắn nhận lấy thất bại. Anh ta không muốn đợi đến lúc người bên phía anh ta ngã xuống hết nữa. Anh ta phải nhân lúc người bên anh ta đang cố gắng chiến đấu hết sức, nhân lúc Triệu Đình Vũ sơ hở, để đánh lén. Nếu là một chọi một, mặc dù anh ta chắc chắn sẽ đánh bại Triệu Đình Vũ, nhưng anh ta không muốn mạo hiểm. Vì vậy, Thôi Bình nhanh chóng lao tới trong khi Triệu Đình Vũ vẫn đang cận chiến, và sau đó bay lên trời, đá vào đầu Triệu Đình Vũ. Là thủ lĩnh của đám côn đồ này, Thôi Bình chắc chắn không tồi. Điểm lợi hại nhất trên người anh ta đó là chân. Tuyệt chiêu của anh ta là cú đá sấm sét. Từ khi bước vào nghề này,
cú đá sấm sét của anh ta đã hạ gục vô số cao thủ, chưa một lần thất bại. Anh ta tự tin rằng chỉ với một chiêu này, anh ta có thể hạ gục Triệu Đình Vũ. Khi Triệu Đình Vũ nhìn thấy Thôi Bình dùng chân đá vào đầu anh ta lập tức bay lên không trung. Từ trước đến nay Triệu Đình Vũ luôn sử dụng nắm đấm và ít khi đánh nhau bằng chân, đó là do sức mạnh của đôi chân anh ta quá lớn nên hơi khó kiểm soát. Bởi vì anh ta đã luyện tập đôi chân kim cương bất khả chiến bại. Bây giờ đối thủ của anh ta muốn dùng chân để đấu, vậy thì anh ta cũng sẽ lấy cứng đối cứng, anh ta muốn để cho đối thủ nhìn thấy sức mạnh thực sự của đôi chân kim cương này, cho anh ta biết lấy trứng chọi đá là như thế nào. Không thể không nói, cú đá sấm sét của Thôi Bình vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh của cú đá quá lớn nên khiến cho những người ở gần đó cũng bị đá bay. Mà sau khi Triệu Đình Vũ bay lên không trung, anh ta cũng tung ra đôi chân kim cương bất khả chiến bại của mình hướng tới đôi chân sấm sét của Thôi Bình. Trong tích tắc, hai luồng sức mạnh tung ra trong không trung một cách vô cùng mạnh mẽ, rồi hướng về phía nhau. Vì Thôi Bình và Triệu Đình Vũ đều đã nhảy lên cao nên Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi, Triệu Vũ Ngọc và đám côn đồ nhà họ Đỗ đều nhìn thấy chân họ chạm vào nhau. Đám côn đồ của nhà họ Đỗ đó biết đôi chân sấm sét của Thôi Bình lợi hại như thế nào, nhìn thấy Triệu Đình Vũ dám đánh nhau với đôi chân sấm sét của Thôi Bình, bọn chúng đều chắc chắn rằng chân của Triệu Đình Vũ bị gãy. Đôi chân kim cương bất khả chiến bại va vào đôi chân sấm sét, nhất thời phát ra tiếng động lớn, rung chuyển mặt đất cát bụi bay lên. Rắc, tiếng xương gãy vang lên kèm theo đó là tiếng kêu thê lương, thảm thiết, Thôi Bình giữa không trung không ngừng xoay trò như cánh quạt. Đùi phải của anh ta đã bị cong vẹo rất bất thường. Sau khi cơ thể của Thôi Bình quay vài vòng trong không trung thì anh ta bắt đầu rơi xuống. Sau khi Thôi Bình ngã xuống đất, vẫn không ngừng lăn qua lăn lại. Nhìn thấy cảnh này, thuộc hạ của Thôi Bình đều há hốc mồm kinh ngạc. Tất cả đều biết rằng đôi chân sấm sét của Thôi Bình rất mạnh mẽ, là đôi chán bất khả chiến bại ở thành phố Vĩnh Thụy này. Kể từ khi bọn họ đi theo Thôi Bình vào nghề, bọn họ chưa từng thấy ai có thể chịu được đòn chân sấm sét của anh ta. Và bây giờ, đôi chân sấm sét của Thôi Bình đã bị một thằng nhóc con không có tiếng tăm gì đánh bại. Hơn nữa, ngay cả chân cũng bị đạp gãy. Thằng nhóc này, rốt cuộc là kiểu quỷ quái gì đây? Nếu không được tận mắt chứng kiến, bọn họ sẽ không bao giờ tin rằng có người có thể sút tung đôi chân sấm sét của Thôi Bình. Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, đơn giản là vì họ thực sự không thể tin vào mắt mình. Sức mạnh của Triệu Đình Vũ đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Lúc này, Triệu Đình Vũ cũng đã từ trên không rơi xuống đất. Và cơ thể của Thôi Bình vẫn lăn trên mặt đất. Mặc dù chân phải của Thôi Bình đã bị gãy nhưng Triệu Đình Vũ vẫn không buông tha cho Thôi Bình mà thay vào đó, anh ta bước lên và dẫm lên ngực của Thôi Bình. Chương 837 đẫm máu. Triệu Đình Vũ cũng không muốn tốn quá nhiều sức để đánh bại toàn bộ côn đồ nhà họ Đỗ, chỉ cần khống chế được thủ lĩnh Thôi Bình là đã có thể kết thúc trận chiến này. Phụt! Thôi Bình bị Triệu Đình Vũ dẫm vào ngực, như thể bị một tảng đá đập vào, phun ra một ngụm máu. Vì Triệu Đình Vũ dẫm lên ngực anh ta, nên cơ thể Thôi Bình cuối cùng cũng không còn quay nữa. Lúc này, Thôi Bình sắc mặt tái mét, bàn chân phải đã bị gãy, ống quần cũng bị rách, máu chảy đầm đìa, xương cũng bị lòi ra ngoài, thật là khủng khiếp. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng như vậy. Anh Bình, mấy tên côn đồ nhìn thấy Thôi Bình thất bại thảm hại như vậy, cũng không còn dám tiến lên chiến đấu với Triệu Đình Vũ nữa, chỉ có thể đứng từ xa kêu lên một tiếng anh Bình. Để bày tỏ sự lo lắng của mình. Trở về nói với ông chủ của các người, đừng đến đây chọc giận tôi nữa, nếu không ông ta sẽ phải hối hận. Triệu Đình Vũ lạnh lùng nói. Được, được tôi nhất định sẽ nói, cậu có thể bỏ chân ra trước được không? Lúc này Thôi Bình đã có chút không thở nổi. Triệu Đình Vũ không muốn giết bất cứ ai, vì vậy anh ta đã buông bàn chân đặt trên ngực Thôi Bình ra. Thôi Bình cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức, thở hổn hển. Anh Bình. Cả đám thuộc hạ lại bắt đầu đồng thanh hét lên, nhưng vẫn không dám tiến lên. Đừng đứng ngây người đó nữa, mau qua đây đưa đại ca của mấy người về đi, không được làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng tôi nữa. Triệu Đình Vũ không giết được bọn chúng, chỉ đành phải thả bọn chúng đi. Đám côn đồ đưa mắt nhìn nhau, khi nhìn thấy Triệu Đình Vũ vẫn đứng bên cạnh Thôi Bình, chúng vẫn không dám đến gần. Vừa rồi bọn chúng đã nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của Triệu Đình Vũ, đã thành con chim sợ cành cong. Sợ rằng nếu đến gần anh sẽ bị anh dùng một cước đá bay.
Triệu Đình Vũ cũng nhìn thấy sự sợ hãi của bọn chúng, đi về phía Lê Tuyết Tương, vừa đi vừa nói, cho các người thời gian 3 phút để biến khỏi tầm mắt của tôi, nếu không thì kết cục cũng sẽ giống như anh ta. Những tên côn đồ nghe Triệu Đình Vũ nói vậy, thì bọn chúng lập tức chạy đến ôm lấy Thôi Bình, ba chân bốn cẳng đưa anh ta đi. Những tên côn đồ bị thương cũng sợ hãi chạy lên xe. Đám côn đồ khiêng Thôi Bình lên xe xong, liền nhanh chóng lái xe, hốt hoảng chạy đi. Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi nhìn thấy những tên côn đồ kia bỏ chạy thì người vẫn ngây ra đứng ngây tại chỗ. Mọi thứ vừa rồi giống như một giấc mơ. Dì Tuyết Tương, Tịnh Vĩ, bây giờ không sao rồi, về phòng ngủ thôi. Triệu Đình Vũ nói. Nghe những lời của Triệu Đình Vũ, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi như tỉnh lại sau một giấc mơ. Nhưng mà, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, bọn họ vẫn còn đôi chút sợ hãi. Anh không sao chứ? Triệu Vũ Ngọc quan tâm hỏi. Anh không sao, chỉ là đánh nhau với vài chục người, anh có thể bị sao được chứ? Triệu Đình Vũ nói. Không sao là tốt rồi. Triệu Vũ Ngọc nói. Đình Vũ, dì cảm thấy chuyện này càng lúc càng lớn, không kết thúc được. Lúc này, Lê Tuyết Tương vẫn sợ hãi nói. Dì Tương, nhà họ Đỗ có cái gì mà dì phải sợ hãi như vậy? Triệu Đình Vũ nói. Nhà họ Đỗ có thế lực rất lớn ở thành phố Vĩnh Thụy, một tay che trời. Dù lần này cháu đã đánh bại được một đám côn đồ nhà họ Đỗ nhưng sau khi đám côn đồ này trở về nhất định sẽ nói cho nhà họ Đỗ biết thực lực của con, nhà họ Đỗ nhất định sẽ không từ bỏ ý định, họ nhất định sẽ phái thêm nhiều người đến đây hơn. Lê Tuyết Tương nói, dù họ có đến bao nhiêu người, cháu cũng không sợ. Triệu Đình Vũ nói, nhưng có điều con còn chưa biết, nhà họ Đỗ có súng. Bọn họ biết con mạnh như vậy, lần sau nhất định sẽ mang theo súng. Cho dù ngươi mạnh cỡ nào. Làm sao có thể đấu súng? Lê Tuyết Tương nói. Triệu Đình Vũ cau mày khi Lê Tuyết Tương nói điều này. Nếu đối phương thực sự có súng, thì anh ta thực sự không thể chống lại được. Dù sao anh ta cũng chưa luyện đến mức bất khả xâm phạm, võ công cao cường đến đâu cũng sợ súng. Vậy theo ý của dì, thì chúng ta phải làm thế nào? Triệu Đình Vũ không dám kiêu ngạo nữa, đành phải hỏi ý kiến của Lê Tuyết Tương. 36 kế, chạy là thượng sách. Cháu tốt hơn hết là nên thoát khỏi thành phố Vĩnh Thụy. Lê Tuyết Tương nói. Dì Tuyết Tương, nếu bên kia thật sự có súng, cháu và em gái cháu có thể đi, nhưng sau khi chúng cháu đi rồi, họ nhất định sẽ không bỏ qua cho dì và Tịnh Vi, có chạy thì chúng ta cùng chạy. Triệu Đình Vũ nói. Dì đi thì dễ, nhưng Tịnh Vi vẫn còn đang đi học. Lê Tuyết Tương không muốn trì hoãn việc học của Lê Tịnh Vi. Dì Tuyết Tương, mạng sống quan trọng hơn. Sau khi dì và Tịnh Vi cùng chúng cháu đến thành phố Quốc Hòa, cháu sẽ nhờ người hỗ trợ, sắp xếp để Tịnh Vi tiếp tục đi học. Triệu Đình Vũ nói. Lê Tuyết Tương vẫn còn do dự. Lúc này, Lê Tịnh Vi cũng nói, mẹ, mọi chuyện bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng hơn, trước hết chúng ta cứ rời thành phố Vĩnh Thụy để tránh mặt đã. Nếu chúng ta không thể ổn định ở thành phố Quốc Hòa, đợi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ quay lại. Được rồi, chuyện này không kéo dài được nữa. Mau chóng thu dọn hành lý đi ngay trong đêm, rời khỏi thành phố Vĩnh Thụy càng sớm càng tốt. Lê Tuyết Tương cũng biết chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng quyết định đưa con gái và anh em Triệu Đình Vũ rời khỏi thành phố Vĩnh Thụy. Chương 838 đi cùng. Được rồi, dì Tuyết Tương đồng ý đi cùng với chúng ta là tốt rồi. Đợi đến lúc chúng ta về đến thành phố Quốc Hòa, chúng cháu nhất định sẽ nhờ chị Chu đối xử thật tốt với dì và Tịnh Vi. Triệu Vũ Ngọc vui vẻ nói. Chị Chu là ai? Lê Tuyết Tương hỏi. Chị Chu là chủ tịch của một tập đoàn lớn ở thành phố Quốc Hòa. Triệu Vũ Ngọc nói. Không nên ở đây lâu nữa, không còn thời gian để nói nhiều như vậy, bây giờ mọi người trở về phòng thu dọn hành lý đi. Triệu Đình Vũ nói. Đúng vậy, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói. Lê Tuyết Tương nói. Vì vậy, mọi người liền ngay lập tức quay vào phòng thu dọn hành lý. Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc không có hành lý gì, chỉ có vài ba bộ quần áo. Còn Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi vốn đã nghèo, nên cũng không có thứ quý giá gì mang đi, chỉ có một ít giấy tờ, và một vài bộ quần áo thôi. Sau khi vội vàng thu dọn đồ đạc, Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi rời khỏi nhà ngay trong đêm. Vì lúc này là 3 giờ sáng nên không có xe đến thành phố Quốc Hòa. Bọn họ chỉ có thể đến nhà ga trước, chờ đến sáng mai lúc xe chạy thì sẽ bắt xe đến thành phố Quốc Hòa. Lúc này... Tại một tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố. Anh Đỗ, bây giờ đã là 3 giờ sáng, khi nào người của anh đưa người tới đây?
vị bác sĩ chợ đen được mời từ bên ngoài về bắt đầu có chút sốt ruột. Bác sĩ chợ đen này tên là Vu Cơ, Đỗ Quang đã phải mất cả tỷ để mời ông ta về đây. Bác sĩ Vu, xin anh kiên nhẫn một chút, chắc là gần đến nơi rồi. Đỗ Quang nói. Được, vậy đợi một chút, Vu Cơ nói. Đợi đến 10 phút sau, Thôi Bình vẫn không thấy Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi được đưa đến. Bây giờ đã hơn 3 giờ rồi, Thôi Bình đang làm cái quái gì vậy? Sao anh ta còn chưa đưa người tới đây? Đỗ Quang thấy Thôi Bình lâu như vậy vẫn chưa đưa người đến trong lòng bắt đầu lo lắng. Đáng ra giờ này Thôi Bình phải đưa người đến đây từ sớm rồi chứ, chẳng lẽ anh ta đưa 50 người đến đó vẫn không thể đối phó được với thằng nhóc vô gia cư đó sao? Ngụy Thái Phượng cũng càng lúc càng lo lắng. Không thể nào, thực lực của Thôi Bình rất mạnh, thằng nhóc đó cũng đâu có ba đầu sáu tay, sao anh ta có thể không đánh lại nó được? Đỗ Quang nói. Chẳng lẽ giữa đường xảy ra chuyện gì? Ngụy Thái Phượng nói. Thôi Bình đã theo chúng ta nhiều năm, làm việc chưa từng thất bại lần nào, chắc hẳn sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đỗ Quang nói. Vậy thì anh nói xem, sao bây giờ bọn họ vẫn chưa đưa người tới đây? Nếu còn không đưa người đến đây, trời cũng sắp sáng đến nơi rồi. Ngụy Thái Phượng tức giận nói khi thấy Đỗ Quang luôn phủ nhận ý kiến của mình. Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, Đỗ Quang nói. Nếu không biết thì anh chóng gọi điện thoại hỏi thử xem, không thể chờ đợi như vậy nữa. Ngụy Thái Phượng nói. Được, được rồi, anh sẽ gọi điện thoại hỏi ngay. Đỗ Quang nói xong liền lấy điện thoại di động ra. Ngay khi ông ta định gọi Thôi Bình, hàng chục chiếc xe phi nước đại về phía tòa nhà đang xây dở. Vợ à, Thôi Bình và mọi người trở về rồi, không cần gọi nữa. Đỗ Quang nhìn thoáng qua đoàn xe, đây chính là đoàn xe của Thôi Bình. Về đến là tốt rồi. Ngụy Thái Phượng cũng thấy đoàn xe của nhà mình, biết rằng Thôi Bình đã đến, liền quay lại nói với Vu Cơ, bác sĩ Vu, người sẽ được đưa đến ngay, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật lấy nhãn cầu đi. Được, tôi đã sẵn sàng, chỉ còn đợi mọi người đưa người đến đây thôi. Vu Cơ nói. Chỉ trong chốc lát, khoảng hơn chục chiếc xe chạy đến khu nhà đang xây dựng dở dang. 500 tên côn đồ đang làm nhiệm vụ canh gác trong tòa nhà đang xây dở nhìn thấy biển số xe thì biết là người một nhà nên cũng không đến ngăn cản. Sau khi cả chục chiếc ô tô đậu trước tòa nhà đang xây dở, người của Thôi Bình lần lượt mở cửa, rồi loạng choạng bước ra khỏi xe. Đỗ Quang và Ngụy Thái Phượng chợt cau mày khi nhìn thấy đám người bước xuống xe vào trong tòa nhà, mặt mũi sưng vù, vết thương khắp người. Trong lòng cả hai người đều đang nghĩ, chẳng lẽ tên nhóc đó thực sự khó đối phó vậy sao? Nhiều người bị thương như vậy mới bắt được nó về sao? Đỗ Quang và Ngụy Thái Phượng vẫn một mực đợi để thấy bọn họ đưa Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi ra khỏi xe. Tuy nhiên, những gì họ nhìn thấy không phải là Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi bị trói ra khỏi xe, mà là Thôi Bình, người bị thương nặng nhất, được đưa ra khỏi xe. Nhìn thấy cảnh này, Đỗ Quang và Ngụy Thái Phượng đều sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một lát sau, cấp dưới đã đưa Thôi Bình đến trước mặt của Đỗ Quang và Ngụy Thái Phượng. Thôi Bình, sao chân của cậu lại bị gãy? Đỗ Quang ngạc nhiên hỏi khi thấy chân phải của Thôi Bình đã bị gãy, máu chảy ra đầm đìa, xương cũng lòi ra ngoài. Thôi Bình, người tôi muốn đâu? Ngụy Thái Phượng cũng hỏi, bà ta không quan tâm đến sự sống chết của Thôi Bình, bà ta chỉ muốn Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi. Ông chủ, bà chủ, sức mạnh của tên nhóc Triệu Đình Vũ thực sự rất đáng sợ, chúng tôi không thể đánh bại nó. Vì vậy, chúng tôi không thể bắt được họ. Thôi Bình than vãn. Cái gì, 50 người các cậu, không thể đánh lại một tên nhóc đầu đường xó chợ sao? Đỗ Quang kinh ngạc vô cùng. Ngụy Thái Phượng cũng sửng sốt, đêm nay bà ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi, có thể nói mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu gió đông nữa thôi. Chỉ cần Thôi Bình đưa được người đến đây. Bà ta có thể lấy nhãn cầu của thay cho con trai mình, dĩ nhiên không ngờ đến có tin xấu này. Các cậu rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy? Ngay cả một thằng nhóc đầu đường xó chợ cũng không đối phó được, đúng là tốn cơm tốn gạo, các cậu đúng là đồ vô dụng. Ngụy Thái Phượng tức giận gầm lên. Chương 839 xin tha. Bà chủ xin tha mạng cho tôi. Thôi Bình sợ rằng Ngụy Thái Phượng sẽ giết mình, vội vàng cầu xin sự thương xót và xin lỗi, không phải do chúng tôi vô dụng. Mà là vì Triệu Đình Vũ thực sự quá mạnh. Chúng tôi đều đã cố gắng hết sức mình, anh em đều bị thương, không ai đánh lại anh ta, chúng tôi không còn cách nào khác. Chẳng lẽ cái tên chết tiệt Triệu Đình Vũ đó có ba đầu sáu tay sao?
50 người các cậu cũng không đánh lại một mình nó, không phải là kẻ vô dụng thì là cái gì? Ngụy Thái Phượng tức giận nói. Mặc dù anh ta không có ba đầu và sáu tay, nhưng sức mạnh của hắn vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Đôi chân sấm sét của tôi cũng bị anh ta dùng một cước đá gãy, bà nghĩ thử xem, anh ta thực sự rất mạnh. Thôi Bình nhếch miệng cười khổ nói. Đúng vậy, bà chủ, anh Bình và chúng tôi đều đã cố gắng hết sức, nhưng thằng nhóc đó thực sự rất mạnh. Chúng ta đều đã xem nhẹ sức mạnh của đứa thằng nhóc đó, nên mới thất bại thảm hại thế này, lẽ ra chúng ta nên phái thêm nhiều người một chút. Một tên côn đồ khác nói. Khi Ngụy Thái Phượng và Đỗ Quang nhìn thấy những người này thực sự đều bị thương và tàn phế hết rồi, hai người họ tin rằng bọn họ đã thực sự cố gắng hết sức, và Triệu Đình Vũ thực sự rất mạnh. Cứ tưởng phái 50 người đi bắt người là quá đủ rồi, không ngờ vẫn là quá ít. Cái tên Triệu Đình Vũ kia rốt cuộc là yêu nghiệt ở đâu đến, thực lực của nó sao có thể mạnh như vậy? Đỗ Quang nói. Chúng tôi cũng không biết, Thôi Bình nói. Bất kể nó đến từ đâu, võ công có cao siêu đến đâu, thì cũng không thể tránh được đạn đúng không? Ngụy Thái Phượng khinh thường nói. Vợ, ý em là gì? Đỗ Quang hỏi. Ý của em đã rõ ràng rồi, lần này ta phái một nhóm người cầm súng đi tiêu diệt thằng nhóc đó. Ngụy Thái Phượng hung tợn nói. Nhưng mà, nếu sử dụng súng, âm thanh của súng sẽ làm kinh động đến những người xung quanh đó, mọi thứ rất dễ bị bại lộ. Đỗ Quang nói. Bố em là bộ trưởng của đất nước này. Chúng ta một tay che hết bầy trời ở thành phố Vĩnh Thụy. Cho dù có kinh động đến người khác, thì có làm sao chứ? Giết một vài thường dân nhỏ bé đơn giản như dẫm phải một vài con kiến, sẽ không ai truy cứu đâu. Dù cho dùng thủ đoạn gì đi nữa, thì em cũng phải móc mắt bọn họ ra để thay cho con trai chúng ta. Ngụy Thái Phượng nói. Được, vậy ta sẽ bảo Hách Diệp đem súng đến giết thằng nhóc đó. Đỗ Quang nói. Không cần cố gắng giết chết nó, đánh nó bị thương là được rồi. Lấy được mắt của nó rồi giết cũng không muộn. Ngụy Thái Phượng nói. Anh hiểu rồi, không cần giết chết, nhưng mà súng đạn thì không có mắt, nếu có lỡ giết chết thì cũng không sao, vẫn còn mắt của hai con bé kia có thể dùng được. Đỗ Quang nói. Được rồi, mau hành động đi, đừng để bọn họ chạy mất. Ngụy Thái Phượng nói. Được rồi, bây giờ anh sẽ gọi cho Hách Diệp ngay. Đỗ Quang nói xong lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hách Diệp. Nói cho anh ta biết địa chỉ của Lê Tuyết Tương, bảo anh ta đưa người đi bắt Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi. Hách Diệp là một thủ lĩnh thế giới ngầm nổi tiếng ở thành phố Vĩnh Thụy, anh ta có rất nhiều tay sai, hơn nữa còn có súng đạn phi pháp. Nhà họ Đỗ và Hách Diệp có quan hệ mật thiết với nhau, họ thường trả tiền để anh ta để giúp họ làm nhiều việc đáng xấu hổ, chẳng hạn như diệt trừ những kẻ bất đồng ý kiến với họ, ám sát đối thủ, v.v. Sau khi nhận được lệnh của Đỗ Quang, Hách Diệp ngay lập tức dẫn đầu một nhóm người của mình, mang theo súng, tiến về nhà của Lê Tuyết Tương. Sau khi Đỗ Quang gọi cho Hách Diệp, ông ta nói với Vu Cơ, bác sĩ Vu, thực sự ngại quá, vừa rồi đã xảy ra chút chuyện, nên vẫn chưa đưa người đến đây được. Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu nữa? Vu Cơ sốt ruột nói. Chắc hẳn không mất nhiều thời gian nữa đâu. Trong vòng một giờ, tôi đảm bảo sẽ đưa người đến để anh có thể tiến hành phẫu thuật. Đỗ Quang nói, được, vậy chúng tôi sẽ đợi thêm một tiếng nữa. Vu Cơ cũng biết thực lực của nhà họ Đỗ nên cũng không dám quá lỗ mãng, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lúc này Thôi Bình khẩn cầu, ông chủ, đôi chân sấm sét của tôi đã bị gãy, ông có thể nhờ bác sĩ Vu chữa trị trước cho tôi được không? Khi Đỗ Quang nghe Thôi Bình nói điều này, ông ta cũng cảm thấy nên chữa trị cho anh ta, dù sao những năm qua Thôi Bình cũng đã đóng góp rất nhiều cho nhà họ Đỗ. Vì vậy, Đỗ Quang nói với Vu Cơ, bác sĩ Vu, anh có thể điều trị chân cho cấp dưới của tôi chút được không? Được thì được, nhưng chúng tôi đang kinh doanh, chúng tôi sẽ không làm miễn phí cho ai. Vu Cơ nói, tôi biết, tiền không phải là vấn đề, anh cứ chữa trị cho cậu ta đi, anh muốn bao nhiêu tiền? Đỗ Quang hỏi, vậy thì đưa cho tôi 300 triệu đi. Vu Cơ cũng không xấu hổ gì mở miệng liền như sư tử vồ mồi, yêu cầu một số tiền lớn. Trong thời gian chờ phẫu thuật nhãn cầu, kiếm được 300 triệu trước là tốt rồi. Không thành vấn đề, tôi sẽ chuyển tiền cho anh ngay lập tức. Đỗ Quang nói, 300 triệu đối với ông ta mà nói không là gì cả. Chương 840 chữa trị. Sau khi Đỗ Quang chuyển 300 triệu cho Vu Cơ bắt đầu chữa trị cho chân của Thôi Bình. Nửa giờ sau, Hách Diệp đưa một nhóm người đến nhà Lê Tuyết Tương. Tuy nhiên, lúc này gia đình của Lê Tuyết Tương đã trống không, không còn một bóng người.
Hách Diệp vội vàng gọi điện ngay cho Đỗ Quang. Khi Đỗ Quang thấy Hách Diệp gọi điện thoại, trong lòng cảm thấy chắc chắn anh ta đã hoàn thành dễ dàng như trở bàn tay, vì vậy ông ta lập tức nghe máy, đã bắt được người rồi sao? Ông chủ Đỗ, không phải như vậy, chúng tôi đã đến nhà của Lê Tuyết Tương, nhưng không có một ai ở đây hết. Hách Diệp nói, cái gì, không có một ai sao, chuyện này là thế nào, có phải anh đến nhầm chỗ rồi không? Đỗ Quang hỏi, tôi đến địa chỉ ông đã nói, không thể nào đi nhầm được. Có lẽ bọn họ đã linh cảm rằng ông sẽ cử người đến bắt họ lần nữa nên đã bỏ chạy rồi. Hách Diệp nói, nghe đến đây, Đỗ Quang nhất thời tỉnh mộng, chắc hẳn là bọn họ đoán trước được sẽ ông sẽ phái người tới đánh phá, nên đã bỏ chạy trước. Mau đuổi theo, vận dụng hết khả năng, cho dù là phải dùng đến thủ đoạn gì, cũng phải bắt được bọn họ trở về đây. Đỗ Quang nói, được, tôi lập tức sẽ chia anh em ra đuổi theo bọn họ. Hách Diệp nói, sau khi cúp điện thoại, Ngụy Thái Phượng hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Bọn chúng bỏ trốn rồi, Đỗ Quang nói. Sao có thể như thế được, tuyệt đối không để cho bọn họ trốn được. Ngụy Thái Phượng nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đã cho Hách Diệp dùng hết sức lực đuổi theo bọn họ. Đỗ Quang nói. Không thể cái gì cũng trông chờ vào Hách Diệp được, chúng ta cũng phải làm gì đó. Nếu để bọn họ chạy mất, sẽ không có nhãn cầu để thay cho con trai chúng ta. Ngụy Thái Phượng nói. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đỗ Quang hỏi. Bọn chúng chắc hẳn muốn thoát khỏi thành phố Vĩnh Thụy, nhưng bây giờ trời đã tối, sẽ không có xe đường dài để đi. Chắc chắn bọn họ sẽ phải đợi đến bình minh rồi mới có thể rời đi. Ngụy Thái Phượng nói. Anh hiểu rồi, anh sẽ ngay lập tức cử người canh gác quanh các nhà ga. Nếu nhìn thấy bọn họ xuất hiện sẽ cho người bắt ngay lập tức. Đừng quên rằng võ công của thằng nhóc Triệu Đình Vũ rất cao. Vì vậy bảo Hách Diệp cử một số người của anh ta mang theo súng đi canh gác xung quanh các nhà ga khác nhau. Ngụy Thái Phượng nói. Được, anh sẽ thông báo cho Hách Diệp ngay lập tức kêu anh ta cử người đến canh gác các nhà ga. Đỗ Quang nói. Còn nữa, tốt nhất là không nên ra tay ở nhà ga, để tránh làm kinh động đến quá nhiều người, mọi việc càng ngày càng tệ hơn. Chắc chắn bây giờ bọn họ đang chạy về hướng nhà ga. Đường từ nhà của Lê Tuyết Tương đến nhà ga chỉ có mấy cái. Mỗi nơi đều cho người canh gác, cố gắng hết sức động thủ giữa đường, như vậy sẽ không làm kinh động đến nhiều người. Ngụy Thái Phượng suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc thiệt hơn. Được rồi, anh sẽ cho người làm theo lời em nói, chặn bọn họ trên đường đến nhà ga. Đỗ Quang nói. Sau đó, Đỗ Quang lập tức gọi cho Hách Diệp một lần nữa và yêu cầu anh ta cử người canh gác quanh nhà ga và chặn tất cả con đường dẫn đến nhà ga. Sau đó, ông ta còn cho người của mình đi bắt Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi. Lúc này, Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi đang chạy trên một con đường hẻo lánh dẫn đến nhà ga. Họ định chạy đến khu vực lân cận ga trước, khi trời vừa rạng sáng, lúc nhà ga đông người, thì họ sẽ tiến vào nhà ga, sau đó bắt xe đến thành phố Quốc Hòa. Mà đúng vào lúc này, một số lượng lớn người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện ở con đường phía trước, trên tay còn mang theo súng. Không hay rồi. Những người ở phía trước cầm súng, chắc hẳn là nhà họ Đỗ đã cử người đến xử lý chúng ta. Ánh mắt Triệu Đình Vũ sắc bén nhìn về phía những người đang cầm súng. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc cũng nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện ở phía trước, nên rất sợ hãi. Chương 841 có biến. Không xong rồi, hình như bọn họ đã triển khai quy mô lớn để tìm kiếm chúng ta rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lê Tịnh Vi nói. Đừng hoảng sợ, trước hết chúng ta lui về đã, theo một con đường nhỏ khác để đi đến nhà ga. Triệu Đình Vũ nói. Ừ, trước hết cứ về trước rồi nói sau, đừng để bọn họ phát hiện. Lê Tuyết Tương cũng nói. Kết quả là cả bốn người nhanh chóng chạy về. Nhưng mà, bọn họ chưa chạy được bao xa, đã nhìn thấy một nhóm người mang theo súng đuổi theo từ phía sau. Thấy vậy, bốn người đều kinh hãi. Phía trước có người đang đuổi đến đây, phía sau cũng có người chặn đường rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lê Tịnh Vi sợ hãi nói. Nhanh chóng chạy qua đường bên này, trốn vào rừng trước, nhanh lên. Triệu Đình Vũ dứt khoát nói. Được, mau chạy lên núi, nếu để bọn họ phát hiện được thì quá muộn rồi. Lê Tuyết Tương nói. Vì vậy bốn người liền chạy vào rừng cây bên đường, chui vào bụi rậm, chạy một mạch lên đỉnh núi. Khi lên đến đỉnh núi, cả bốn người mới dám dừng lại. Tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Lê Tịnh Vi thở hổn hển hỏi.
trước hết chúng ta cứ trốn một lúc ở đây, chờ đến khi bọn họ tản ra chúng ta sẽ đến nhà ga. Triệu Đình Vũ nói, chúng ta không thể đi đến nhà ga. Lê Tuyết Tương nói, tại sao? Triệu Đình Vũ hỏi. Bởi vì chắc chắn nhà họ Đỗ đã đoán được rằng chúng ta sẽ đến nhà ga để trốn khỏi thành phố Vĩnh Thụy bằng ô tô. Nên bọn họ nhất định đã giăng bẫy ở khắp nơi chỉ đợi chúng ta chui đầu vào lưới thôi. Lê Tuyết Tương nói. Triệu Đình Vũ cũng cảm thấy những gì Lê Tuyết Tương nói rất là hợp lý, và cũng bắt đầu bất lực, vậy chúng ta phải làm gì? Trước hết chúng ta cứ ở trên núi đợi đến khi trời sáng đã, chờ đến khi trời sáng, có nhiều người, bọn họ nhất định sẽ không dám hành động tùy tiện. Đến khi đó chúng ta hãy đi đến nhà ga, Lê Tuyết Tương nói. Được, vậy chúng ta cứ ở trên núi đợi trời sáng thôi. Triệu Đình Vũ nói. Dưới chân núi, nhóm người nhà họ Đỗ và Hách Diệp không thấy Triệu Đình Vũ và những người khác đâu, nên đi tìm kiếm ở khắp nơi. Triệu Đình Vũ và mọi người đứng ở trên núi nhìn thấy hai nhóm người đã bỏ đi, nhưng họ vẫn không dám đi xuống, sợ lại gặp phải đám người đó. Bốn người bọn họ chỉ có thể ở trên núi đợi đến khi trời sáng. Dù sao cũng đã hơn 4 giờ sáng, không còn bao lâu nữa là đến bình minh. Đỗ Quang và Ngụy Thái Phượng vẫn khổ sở chờ đợi trong tòa nhà đang xây dựng dở dang, vẫn không thấy tin tức Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi bị bắt, bọn họ bắt thở dài. Rốt cuộc là sao vậy, phái nhiều người như vậy, sao có thể không bắt được dù chỉ là một người chứ? Đỗ Quang tức giận nói. Ra lệnh cho mọi người tiếp tục tăng cường tìm kiếm, nhất định phải bắt được người khi trời còn chưa sáng. Nếu không, đến lúc trời sáng có nhiều người rồi, sẽ khó mà hành động. Ngụy Thái Phượng cũng lo lắng nói. Người của chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy dấu vết của những người đó, có khi nào bọn họ đã rời khỏi thành phố Vĩnh Thụy rồi không? Đỗ Quang nói. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lại còn không có xe vào ban đêm, bọn họ không thể nào chạy thoát khỏi thành phố Vĩnh Thụy được. Ngụy Thái Phượng nói một cách chắc chắn. Vậy thì rốt cuộc họ đã chạy đi đâu chứ? Đỗ Quang nói. Chúng ta gióng trống khua chiêng đuổi bắt như vậy, chắc chắn đã bị bọn họ phát hiện, sau đó trốn ở đâu đó rồi. Tiếp tục truy tìm, cho dù có phải đào sâu 3 thước đất, cũng phải tìm cho ra bọn họ. Ngụy Thái Phượng nói. Được rồi, anh sẽ cho bọn họ tiếp tục tăng cường tìm kiếm, tiến hành tìm kiếm trên diện rộng. Đỗ Quang nói. Ngày hôm sau, tại thành phố Quốc Hòa. Hôm nay là ngày tổ chức lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống lại quân thù. Hơn nữa, cùng là ngày tuyên thệ trước khi xuất quân. Ngoài ra, đây cũng là ngày mà Lê Uy Long muốn xử tử những kẻ phản bội là nhà họ Trần và nhà họ Phan. Chương 842 đưa hải cốt. Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đã thức dậy từ sáng sớm. Sau đó, Lê Uy Long dẫn Hà Ngọc Vinh và các dũng sĩ của sư đoàn đi về phía nam của thành phố và kết hợp với quân của Lê Lương Quân đưa hải cốt của các liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến về phía bắc thành phố bằng xe ngựa. Chu Nhược Mai trong thân phận là hộ soái phu nhân cũng đi cùng Lê Uy Long hộ tống quan tài của các liệt sĩ. Quốc vương Long Quốc cùng các vị đại thần, còn có bộ đội sở thuộc của Phạm Cương, cũng như hộ soái Trấn Nam, và tướng 4 sao Vũ Hải cùng tất cả các tướng lĩnh ở chiến trường phía nam, thì chờ ở phía bắc thành phố để nghênh đón linh cữu của các liệt sĩ. Bởi vì có quốc vương Long Quốc tham dự buổi lễ tưởng niệm trọng thể này, nên xung quanh nghĩa trang liệt sĩ được canh gác cẩn mật, tất cả đều là các tướng sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng. Không cho người lạ đến gần. Hơn nữa, tình hình ở thành phố Quốc Hòa vẫn chưa hoàn toàn ổn định, các đặc vụ của kẻ thù có thể ập vào bất cứ lúc nào để ám sát quốc vương Long Quốc, vì vậy không thể không canh gác cẩn thận. Tuy nhiên, Nguyễn Tú Hằng không có tên tuổi gì, không nên đi cùng với Chu Nhược Mai xuất hiện trong một dịp long trọng như vậy. Cô chỉ có thể đến nghĩa trang liệt sĩ phía bắc thành phố và theo dõi lễ truy điệu từ xa với những người dân bình thường. Bầu trời hôm nay xám xịt. Khi Lê Uy Long và những người lính hộ tống quan tài liệt sĩ từ phía nam thành phố, bầu trời vẫn còn mưa phùn. Đoàn xe dùng để chở linh cữu các liệt sĩ khởi hành từ phía tây thành phố và chạy chậm vào thành phố Quốc Hòa. Chiếc xe mà Lê Uy Long và vợ anh, Chu Nhược Mai ngồi đi đầu tiên, theo sau là một đoàn xe liên hoàn chở quan tài liệt sĩ. Người dân thành phố Quốc Hòa từ lâu đã biết sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ thành phố Quốc Hòa, tự giác đứng ở hai bên đường, bất chấp mưa phùn. Giơ cao câu phúng điếu hoặc cầm biểu ngữ để tiễn đưa các liệt sĩ. Những chiến sĩ trung liệt, sống mãi đời đời. Hy sinh vì đất nước, xả thân vì chính nghĩa. Mặt trời rực rỡ soi sáng núi sông. Giết địch bảo vệ đất nước, lưu danh muôn đời. Ra ngựa bọc sĩ trí, thắng tin truyền cha mẹ.
hết lòng vì dân, nước nhà nợ ơn anh. Ngã tư hai bên đường, treo đầy những câu phúng điếu. Lúc này tại phía nam thành phố, người dân đã đổ xô ra hai bên đường, lặng lẽ đứng nhìn linh cữu của những liệt sĩ chậm rãi đi qua, cả đám đông không tiếng ồn ào nào. Đoàn người đứng dài hơn 10 dặm để tiễn đưa các chiến sĩ đã hy sinh. Con đường mà linh cữu của các liệt sĩ đi qua đều được rải hoa trắng. Những bông hoa này đều là do những người dân tự động dâng lên. Cả thành phố Quốc Hòa đều yên lặng như tờ, vô cùng trang nghiêm. Khuôn mặt mỗi người đều rất đau buồn. Lúc này, tại nhà họ Chu. Mẹ, hôm nay là ngày xử tử những kẻ phản bội. Nếu mẹ không mau tìm cách để cứu Phi Dương, thì hôm nay là ngày chết của nó rồi. Chu Thế Huy lo lắng nói. Đúng vậy, mẹ, mẹ có cách nào để cứu Phi Dương không? Lúc này, Kim Ngọc đã lo lắng như kiến bò trên nồi lẩu. Bây giờ, bà Chu cũng đã hết đường xoay sở, căn bản là không nghĩ ra cách nào khác nữa. Mấy ngày nay, vì chuyện của Chu Phi Dương, bà ta ăn không ngon ngủ không yên. Chu Phi Dương phản bội đất nước về phe kẻ thù, đây là tội phản quốc, không phải tội nhỏ, không ai có thể cứu được anh ta. Hơn nữa, chuyện này do chính Lê Uy Long xử lý, nhà họ Chu lại không biết một người nào khác lớn hơn Lê Uy Long một hộ soái bảo vệ. Nghe nói quốc vương Long Quốc cũng tham dự lễ tưởng niệm hôm nay. Chúng ta đến đó cầu xin quốc vương Long Quốc tha thứ, chắc có thể cứu mạng Phi Dương. Bà Chu nói, mấy ngày nay khách sạn Thiên Long có rất nhiều người canh gác, nhiều người đoán được quốc vương Long Quốc đã đến thành phố Quốc Hòa. Đặc biệt vụ tấn công khách sạn Thiên Long ngày hôm kia đã lan rộng ở thành phố Quốc Hòa, nhiều người đoán rằng quốc vương Long Quốc đang ở trong khách sạn Thiên Long. Người có vị trí cao như quốc vương Long Quốc, sao có thể để thường dân nhỏ bé như chúng ta muốn gặp là gặp chứ? Đừng nói đến chuyện cầu xin quốc vương Long Quốc, muốn nhìn thấy mặt thôi đã khó rồi. Chu Thế Huy nói. Đúng vậy, ngay cả khi có thể nhìn thấy quốc vương Long Quốc, quốc vương cũng không quen biết chúng ta, sao có thể để ý đến chúng ta được. Kim Ngọc nói. Đừng quên, Lệ Uy Long là con rể của nhà họ Chu chúng ta là người nhà của hộ soái bảo vệ. Chúng ta có thể diện kiến quốc vương Long Quốc, bà Chu nói. Cho dù chúng ta có thể nhìn thấy quốc vương Long Quốc, nhưng quốc vương Long Quốc là vua của một nước, còn Phi Dương kẻ phản bội tổ quốc, sao quốc vương Long Quốc có thể tha thứ cho nó được? Chu Thế Huy nói, quốc vương Long Quốc có tha thứ cho Phi Dương hay không, chúng ta phải thử mới biết được. Bây giờ người duy nhất có thể cứu Phi Dương chính là quốc vương Long Quốc. Nếu quốc vương Long Quốc đã mở lời, Lệ Uy Long sẽ không dám giết Phi Dương. Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác, bà Chu nói. Được, vậy chúng ta thử xem, Chu Thế Huy nói. Thời gian không còn nhiều, nếu không đi thì mọi chuyện sẽ muộn, tất cả người trong nhà họ Chu, ngay lập tức đến nghĩa trang liệt sĩ. Bà Chu nói. Được. Thế là nhà họ Chu lập tức lên đường, tức tốc đến nghĩa trang liệt sĩ. Lúc này, ở nghĩa trang liệt sĩ, quốc vương Long Quốc và các tướng sĩ đã xếp hàng dài, lặng lẽ chờ quan tài các liệt sĩ đến. Tướng sĩ ba quân cũng đã bày xong trận hình, trang trọng chờ đón quan tài của các liệt sĩ. Một lúc sau, Lệ Uy Long, hộ soái bảo vệ đã dẫn đầu đoàn xe chở quan tài liệt sĩ từ từ tiến vào nghĩa trang liệt sĩ. Nghênh đón các anh hùng của chúng ta trở về. Giọng quốc vương Long Quốc như tiếng chuông lớn vang lên. Cả đoàn quân lập tức đứng tập trung và đồng thanh chào quan tài của các liệt sĩ. Chương 843 vận chuyển. Đoàn xe vận chuyển linh cữu các liệt sĩ dần dừng lại trước nghĩa trang liệt sĩ. Những người lính đón quan tài bước từng bước nghiêm trang, lần lượt nhấc quan tài ra khỏi xe và đặt trước nghĩa trang. Xung quanh nghĩa trang liệt sĩ cũng treo đầy những câu phúng điếu. Lăng mộ của các chiến sĩ bảo vệ thành phố Quốc Hòa, tượng đài tưởng niệm những chiến sĩ anh hùng. Những chiến công sẽ sống mãi đời đời, con cháu đời sau nhớ mãi công ơn. Hy sinh oanh liệt, chiến công chói lọi, muôn đời nhớ ơn, hồn thiêng sống mãi với sông núi của đất nước. Vô số người dân thành phố Quốc Hòa đã đi theo đoàn xe chở quan tài liệt sĩ đến bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ để tiễn đưa những chiến sĩ hy sinh bảo vệ thành phố Quốc Hòa lần cuối. Vì nghĩa trang liệt sĩ có đầy đủ các cán bộ chiến sĩ của ba quân, và quốc vương Long Quốc ở bên trong, nên những người này không được phép vào trong nghĩa trang liệt sĩ. Xung quanh nghĩa trang liệt sĩ được canh phòng nghiêm ngặt, người dân chỉ có thể đứng từ xa theo dõi lễ truy điệu trong ở phía bên trong nghĩa trang. Đồng thời, người dân cũng có thể nhìn thấy quốc vương Long Quốc từ xa, điều mà trước giờ chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Quan tài của các liệt sĩ lần lượt được đặt trước nghĩa trang, phủ kín toàn bộ nghĩa trang. Sau khi đặt hết quan tài liệt sĩ,
toàn quân bắt đầu im lặng mặc niệm. Sau đó, quốc vương Long Quốc phát biểu một bài điếu văn cảm động, cả quân đội đều xúc động. Tiếp theo, Lệ Uy Long, hộ soái bảo vệ đầu tiên của Việt Nam cũng đứng lên phát biểu bày tỏ sự thương tiếc và biết ơn các chiến sĩ. Lễ truy điệu chính thức bắt đầu, các chiến sĩ lần lượt đặt vòng hoa lên các liệt sĩ. Trong lúc đó, một số xe chở tù nhân được canh gác nghiêm ngặt đã lặng lẽ chạy đến khu vực lân cận nghĩa trang liệt sĩ. Những xe tù này đều đang giam giữ những kẻ phản bội thuộc nhà họ Trần, nhà họ Phan, và Chu Phi Dương, những kẻ đã bán nước cầu Vinh. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc lễ truy điệu, sẽ xử tử những kẻ phản bội, để đồng thời chỉnh đốn lại nước nhà và để an ủi anh linh các liệt sĩ đã khuất. Lúc này, nhà họ Chu đã đến trước nghĩa trang liệt sĩ, họ muốn xông vào nghĩa trang liệt sĩ để gặp quốc vương Long Quốc và cầu xin cho Chu Phi Dương, nhưng đều bị lính canh xung quanh ngăn cản. Khi nhà họ Chu nhìn thấy quốc vương Long Quốc, Lệ Uy Long và nhiều cao quan chức cấp cao khác đều ở bên trong, binh linh của ba đạo quân đều đang nghiêm trang tiến hành lễ truy điệu, tất cả mọi người đều im lặng không dám lộn xộn. Đang trong tình huống nghiêm trang như vậy, có ai nhìn thấy mà không lo sợ, còn ai dám làm sằng bậy gì? Nhà họ Chu biết nếu dám làm sằng bậy trong tình huống như thế này, chỉ có thể chọc giận quốc vương Long Quốc, coi thường liệt sĩ, đừng nói là muốn cầu xin cho Chu Phi Dương, mà tính mạng của chính họ cũng khó mà bảo toàn được. Dù sao bây giờ vẫn chưa đến lúc xử tử những kẻ phản bội tổ quốc, nên không cần vội vã xông vào. Đợi cho đến lúc xử tội, lại vào cầu xin cũng không muộn. Một giờ sau, lễ truy đau buồn cuối cùng cũng kết thúc. Sau lễ truy điệu, Lệ Uy Long gầm lên một tiếng, mang tất cả những kẻ phản bội, bán nước cầu Vinh, hành quyết chúng trước mặt các liệt sĩ, để an ủi những người lính đã hy sinh trên chiến trường để bảo vệ sông núi nước Việt Nam vĩ đại của chúng ta. Với mệnh lệnh của Lệ Uy Long, những chiếc xe tù giam giữ người nhà họ Trần, nhà họ Phan và Chu Phi Dương từ từ chạy vào nghĩa trang liệt sĩ. Người nhà họ Chu khi nhìn thấy xe tù chạy vào trong nghĩa trang liệt sĩ, biết những kẻ phản bội sắp bị xử tử, trong lòng chợt lo lắng. Khi xe tù chạy vào nghĩa trang liệt sĩ, một toán lính trang bị vũ khí dày đặc ngay lập tức mở xe tù và áp giải người nhà họ Trần và nhà họ Phan ra khỏi xe. Chu Phi Dương cũng được đưa ra khỏi xe. Những kẻ phản bội bán nước cầu Vinh này đã bị sốc khi nhìn thấy nghĩa trang lấp đầy quan tài của các liệt sĩ, câu đối phúng điếu và vòng hoa ở khắp mọi nơi. Khi bọn họ nhìn thấy binh lính của ba đạo quân đứng chỉnh tề, khí thế hào hùng. Hộ soái bảo vệ Lệ Uy Long và tất cả các tướng lĩnh cao cấp đều đang ở bên trong, ngay cả quốc vương Long Quốc cũng đang ở đây, thì sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Bọn họ đến mơ cũng không ngờ được bản thân được đưa đến một dịp trọng đại và đầy không khí chết chóc như vậy. Chương 844 đợi. Nhà họ Trần, nhà họ Phan, và Chu Phi Dương chưa ai từng gặp qua quốc vương Long Quốc mà mọi người ngưỡng mộ. Nếu là trước kia, chỉ cần một lần trong đời được nhìn thấy quốc vương Long Quốc cũng đủ để khoe khoang cả đời. Nhưng bây giờ, bọn họ đã là tù nhân, là kẻ thù của quốc vương Long Quốc. Lần đầu tiên nhìn thấy quốc vương Long Quốc, vậy mà lại ở trong trường hợp như thế này, dùng thân phận tù nhân để được gặp ngài. Nhà họ Chu ở bên ngoài nhìn thấy Chu Phi Dương, nhà họ Trần, nhà họ Phan cùng bị đưa ra khỏi xe tù, thì đột nhiên trời nên căng thẳng. Họ muốn xông vào để cầu xin cho Chu Phi Dương, nhưng mà, thấy xung quanh nghĩa trang được canh phòng cẩn mật nên họ không dám xông vào. Bọn họ muốn đợi một lần nữa, xem thử kết quả xét xử và phán quyết như thế nào. Nếu không cần vào cầu xin mà hình phạt có thể được xử nhẹ, vậy thì không cần thiết phải xông vào cầu xin nữa. Nếu bị phán tử hình, lúc đó xông vào can ngăn cũng chưa muộn. Lúc này, tất cả người nhà họ Trần, bao gồm ông cụ Trần, Trần Túc Bình, Trần An Khang, ông cụ Phan, Phan Đại Kiệt, Phan Huy Thành và Chu Phi Dương đã được đưa đến trước quan tài của liệt sĩ và quỳ xuống. Các người là những tên Việt gian, bán nước để cầu Vinh, bây giờ chết đến nơi rồi, có còn gì để nói không, hiện tại đã chết rồi, còn có thể nói gì nữa. Hộ soái bảo vệ Lệ Uy Long, tự mình đứng lên để xét xử những kẻ phản bội. Nghe đến những chữ này, nhà họ Trần và nhà họ Phan đều bị dọa cho khiếp đảm, cả người run lên. Chu Phi Dương cũng không ngoại lệ, anh ta vốn dĩ chỉ là một cậu ấm vô tích sự, bây giờ đến lúc phải chết, đương nhiên là vô cùng sợ hãi. Hộ soái Lê, xin hãy tha mạng cho chúng tôi. Xin ngài cho họ Trần chúng tôi một cơ hội, chúng tôi sẽ không dám làm như vậy nữa. Ông cụ Trần khẩn cầu. Hộ soái Lê, xin hãy cho nhà họ Phan một cơ hội. Từ trên xuống dưới nhà họ Phan của chúng tôi nhất định sẽ hối cải để làm người tốt. Ông cụ Phân cũng khẩn cầu.
Lê Uy Long giận dữ nói, những chiến sĩ của chúng tôi đã đánh những trận đẫm máu chống lại kẻ thù để bảo vệ thành phố Quốc Hòa, nhưng các người đã bí mật thông đồng với kẻ thù, phản bội Tổ quốc để cầu vinh, còn chào đón kẻ thù vào nhà mình. Nếu tôi tha cho những tên Việt gian như các người, sao có thể xứng đáng với những người lính đã hy sinh để bảo vệ thành phố Quốc Hòa được? Quân địch đã chiếm được thành phố Quốc Hòa, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mới đưa quân địch vào nhà của mình thôi. Ông cụ Trần nói. Đúng vậy, nếu chúng không lấy lòng của bọn chúng sẽ giết cả nhà chúng tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới làm như vậy. Ông cụ Phan cũng nói. Các gì mà bất đắc dĩ, đừng tưởng là tôi không biết gì, các người đã bí mật liên lạc với kẻ thù. Khi kẻ thù còn chưa tấn công vào thành phố Quốc Hòa, các người đã chuẩn bị mọi thứ để bán nước cầu vinh rồi. Lê Uy Long nói. Khi Lê Uy Long nói ra điều này, cả ông cụ Trần và ông cụ Phan đều không thể nói thêm gì nữa. Hộ Soái Lê, tôi biết trước đây tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh, giữa tôi và anh tồn tại một số ân oán cá nhân, nhưng bản thân anh là một hộ soái bảo vệ, không thể lấy việc công để báo tư thù như thế được. Phan Huy Thành run rẩy nói. Tôi lấy việc công báo tư thù sao? Anh, Trần An Cương, và Chu Phi Dương bí mật cấu kết với đặc vụ của quân địch, kích động nhân dân, phá hoại đủ kiểu, cung cấp tin tức tình báo cho kẻ địch, chuyện này đã có đủ bằng chứng xác thực. Những hành vi các anh làm đều là Việt gian, các người là kẻ thù của cả Việt Nam chúng tôi, không phải kẻ thù riêng của Lê Uy Long tôi. Các người còn chưa chết, thì luật pháp của quốc gia ở đâu? Lê Uy Long nói. Lúc này, quốc vương Long Quốc nói với Lê Uy Long, hộ soái Lê, đừng lãng phí quá nhiều thời gian, hãy nhanh chóng thi hành bản án, còn phải tiến hành lễ tuyên thệ. Nhà họ Trần, nhà họ Phan và Chu Phi Dương lại run lên khi nghe quốc vương Long Quốc nói điều này. Không ngờ rằng, quốc vương Long Quốc cũng nóng lòng muốn xử tử bọn họ như vậy, lần này khó mà chạy thoát được. Được, xử bắn ngay tại chỗ những tên Việt gian này, để an ủi vong linh anh hùng của những người lính đã hy sinh vì bảo vệ thành phố Quốc Hòa. Lê Uy Long không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Những kẻ phản bội này chết vẫn chưa hết tội, để họ sống thì khó có thể chỉnh đốn pháp luật của đất nước. Theo lệnh của Lê Uy Long, một nhóm binh lính ngay lập tức tràn về phía trước và chĩa súng vào những kẻ phản bội này. Chương 845 sợ chết khiếp. Những Việt gian thuộc nhà họ Trần và nhà họ Phan đều sợ chết khiếp khi nhìn thấy quá nhiều súng chĩa vào người họ. Nhà họ Chu nhìn thấy cuộc hành hình sắp tiến hành, thì tất cả đều sợ hãi. Bọn họ không bao giờ ngờ rằng việc xét xử lại diễn ra nhanh chóng như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy vài phút nữa sẽ kết thúc. Ngay sau khi nó kết thúc, sẽ xử bắn ngay tại chỗ. Tất cả những điều này đã vượt quá sự tính toán của gia đình Chu. Ban đầu họ nghĩ rằng kiểu xét xử công khai này sẽ kéo dài một tiếng đồng hồ, nếu không đến một tiếng đồng hồ thì cũng sẽ được nửa tiếng. Và sau đó công khai những hành vi phạm tội của những kẻ phản bội này trước khi hành quyết. Không ngờ rằng chỉ vừa nói vài câu đã lập tức hành quyết. Không được, tôi muốn gặp quốc vương Long Quốc, bà Chu vừa la lên. Thì đã chạy vào trong. Đừng giết con trai tôi, tội của con trai tôi không đáng phải chết. Kim Ngọc đồng thời cũng la lên, rồi chạy nhanh vào bên trong nghĩa trang liệt sĩ. Xin đừng nổ súng, Chu Thế Huy cũng hét lên, và xông vào. Tất cả người nhà họ Chu vừa liên tục la lên, vừa chạy vào phía trong của nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên, những người lính làm nhiệm vụ canh gác đã ngăn cản tất cả bọn họ lại. Bên trong nghĩa trang liệt sĩ có rất nhiều nhân vật quyền lực quan trọng của Việt Nam, thậm chí có cả quốc vương Long Quốc ở trong đó, sao có thể để người nhà họ Chu muốn vào là vào được. Do không khí bên trong nghĩa trang liệt sĩ rất trang nghiêm yên lặng, nên những gì người nhà họ Chu nói đều được nghe thấy. Lê Uy Long và quốc vương Long Quốc cũng nghe được. Chu Phi Dương xoay người lại. Nhìn thấy cha mẹ và bà nội của mình đang la đến khản giọng bên ngoài nghĩa trang, còn nước mắt nước mũi thì giàn giụa, anh ta cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Rốt cuộc bên ngoài đang làm loạn gì vậy? Quốc vương Long Quốc không vui hỏi. Thưa quốc vương, đó là người nhà của tôi. Lê Uy Long nói. À, hóa ra là người nhà của hộ soái Lê. Quốc vương Long Quốc có chút bối rối. Theo như anh ta biết, Lê Uy Long là con trai của Long Trấn Tiêu. Nhưng trước đây anh đã bị trục xuất khỏi nhà họ Long, cũng đã cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Long, tại sao lại có người nhà ở đây? Mà những người đang ở bên ngoài rõ ràng không phải người nhà họ Long. Quốc vương Long Quốc có điều không biết, 3 năm trước tôi đã trở thành con rể của nhà họ Chu. Những người bên ngoài là người nhà của vợ tôi, cũng là người nhà của tôi. Lê Uy Long giải thích. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi, nhưng chúng ta đang xử bắn những Việt gian trong này.
người nhà của anh muốn xông vào đây để làm gì? Quốc Vương Long Quốc hỏi. Bởi vì một trong những việt gian trong này là người nhà Chu. Lê Uy Long nói. Sao người nhà họ Chu lại làm việt gian được? Quốc Vương Long Quốc liền tiếp tục hỏi, anh ta không biết em vợ của Lê Uy Long là Chu Phi Dương cũng là một việt gian. Đúng vậy, thực sự quá hổ. Lê Uy Long cảm thấy chuyện nhà mẹ đẻ của vợ mình có một tên việt gian không phải là chuyện hay ho gì. Người nào là việt gian nhà họ Chu? Quốc Vương Long Quốc hỏi. Chính là anh ta, Chu Phi Dương. Lê Uy Long chỉ vào Chu Phi Dương nói. Chu Phi Dương xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn Lê Uy Long và Quốc Vương Long Quốc. Chu Phi Dương là gì của anh? Quốc Vương Long Quốc hỏi Lê Uy Long một lần nữa. Anh ta là em vợ của tôi. Lê Uy Long nói. Hộ soái Lê, ngay cả em vợ của mình anh cũng xử bắn sao? Quốc Vương Long Quốc có chút ngạc nhiên hỏi. Anh ta cũng nghe nói Lê Uy Long có chút sợ vợ, nếu anh bắn chết em vợ của mình, sau này anh phải đối mặt với vợ mình thế nào đây? Phản bội tổ quốc, bất kể là ai, đều phải xử lý bình đẳng, tuyệt đối không vì anh ta là em vợ của tôi mà tha chết cho anh ta. Lê Uy Long nói, hộ soái Lê công tư phân minh, vì việc nước mà quên tình nhà, thật sự làm cho người khác kính phục. Quốc Vương Long Quốc tán thưởng. Cho tôi vào đi, tôi muốn gặp Quốc Vương Long Quốc. Lê Uy Long, anh không thể giết Phi Dương được. Quốc Vương Long Quốc, con tôi không đáng phải chết. Bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ không ngừng vang lên những tiếng la hét ầm ĩ của người nhà họ Chu. Hộ soái Lê, nếu người nhà của anh muốn gặp tôi, không bằng trước hết cứ để cho bọn họ vào, nghe bọn họ nói thế nào, sau đó xử quyết cũng không muộn. Quốc Vương Long Quốc nói. Quốc Vương, những người họ Chu này cũng chỉ là thường dân mà thôi, ngài là người đứng đầu một quốc gia, sao có thể gặp họ được? Lê Uy Long có chút kinh ngạc hỏi, không ngờ Quốc Vương Long Quốc lại muốn gặp người nhà họ Chu. Bởi vì bọn họ là người nhà của anh, còn anh là hộ soái bảo vệ muốn xử bắn em vợ của mình, chuyện này cũng không tầm thường, cho nên ta muốn gặp bọn họ, nghe bọn họ nói thế nào. Quốc Vương Long Quốc nói. Được rồi, nếu Quốc Vương Long Quốc đã muốn gặp bọn họ, vậy thì cho bọn họ vào đi. Lê Uy Long không dám làm trái ý của Quốc Vương Long Quốc, nên anh đành phải đồng ý. Vì vậy, Lê Uy Long nói với một trong những người bảo vệ, truyền lệnh ra ngoài, để người nhà họ Chu vào. Vâng, người bảo vệ chạy ra ngay lập tức. Bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ. Tôi là bà nội của hộ soái Lê, cho tôi vào, tôi muốn gặp Quốc Vương Long Quốc. Tôi là chú hai của hộ soái Lê, mau cho chúng tôi vào. Tôi là dì hai của hộ soái Lê, cho chúng tôi vào gặp Quốc Vương Long Quốc. Nhà họ Chu không biết rằng Quốc Vương Long Quốc đã đồng gặp bọn họ, vẫn đang khản cổ hét lên. Lúc này, Chu Lệ Ngọc cả người đang băng bó cũng vội vã chạy đến. Vốn dĩ cô ta đang được chữa trị trong bệnh viện, nhưng khi biết hôm nay là ngày em trai mình bị hành quyết, cô ta không quan tâm đến việc vết thương đang nghiêm trọng mà chạy đến đây. Cho dù không cứu được em trai mình, cũng có thể nhìn mặt anh ta lần cuối. Chu Lệ Ngọc từ xa đã nhìn thấy người nhà họ Chu bị chặn lại bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ, tất cả đều la hét đến khản cả cổ, thì biết rằng thời khắc hành hình cuối cùng cũng đến. Bố, mẹ, bà nội, hiện tại tình hình thế nào rồi? Chu Lệ Ngọc vừa thở gấp vừa chạy tới. Chương 846 sắp bắt đầu. Người nhà họ Chu nghe thấy giọng của Chu Lệ Ngọc thì tất cả đều quay lại. Lệ Ngọc, con không ở bệnh viện dưỡng thương, chạy đến đây làm gì? Chu Thế Huy nhìn thấy đứa con gái đang bị thương nặng chưa lành mà chạy đến đây thì liền hỏi. Bố, Phi Dương sắp bị xử tử rồi, con có thể không đến sao? Chu Lệ Ngọc nói. Chu Thế Huy nói, con có đến cũng vô dụng, chúng ta vốn dĩ không vào được. Chu Thế Huy nói, bây giờ bắt đầu hành hình rồi sao? Chu Lệ Ngọc hỏi, sắp bắt đầu rồi, nhưng chúng ta không vào được, không có cách nào cả. Chu Thế Huy buồn bã nói, vào lúc này, người bảo vệ của Lê Uy Long đã chạy đến. Hộ soái Lê có lệnh, để cho người họ Chu vào. Người bảo vệ nói, người nhà họ Chu nghe vậy đều vui mừng khôn xiết, chỉ cần có thể tiến vào. Thì có thể cầu xin thay cho Chu Phi Dương, cứu mạng anh ta. Những người lính phụ trách canh giữ ở đó nghe bọn thị vệ nói vậy, đành phải cho người nhà họ Chu đi vào. Người nhà họ Chu lập tức xông vào, chạy nhanh về phía Quốc Vương Long Quốc. Khi còn cách Quốc Vương Long Quốc khoảng 10 thước, cả nhà Chu cùng nhau quỳ xuống. Bởi vì họ đều biết rằng Lê Uy Long một lòng muốn giết Chu Phi Dương, nên có cầu xin anh cũng vô ích. Trước đó, bọn họ đã đến biệt thự Tinh Nguyệt để cầu xin Lê Uy Long, nhưng Lê Uy Long không có chút tình cảm nào, anh muốn xử tử Chu Phi Dương.
Bây giờ chỉ có quốc vương Long Quốc lên tiếng đồng ý xử nhẹ cho Chu Phi Dương, thì mới có thể cứu anh ta một mạng. Quốc vương Long Quốc, cháu của tôi bản tính không xấu, nó chỉ là nhất thời hồ đồ, mới trở thành Việt gian, cầu xin ngài tha cho nó một mạng, cho nó có một cơ hội để hối cải trở thành người tốt. Bà Chu vang xin. Bà Chu, nếu tất của những người phản bội lại đất nước, đều dùng lý do nhất thời hồ đồ biện minh để thoát tội, vậy pháp luật nước Việt Nam ta ở đâu để ở đâu? Quốc vương Long Quốc nói. Quốc vương Long Quốc, chắc chắn cháu tôi đã bị người khác mê hoặc, mới phản quốc theo giặc. Tuy nó có tội theo giặc, nhưng nó chưa làm ra chuyện gì bán đứng nước Việt Nam cả. Bà Chu nói. Anh ta có làm những chuyện phản bội tổ quốc hay không, tôi biết rõ hơn bà Chu rất nhiều. Anh ta đã bí mật liên lạc với đặc vụ Cao Hùng của nước Liệp Ưng, làm rất nhiều chuyện có hại cho việc kháng chiến của Việt Nam. Nhân lúc thị vệ đi ra ngoài truyền lệnh, quốc vương Long Quốc thông qua Lê Uy Long biết được những chuyện xấu mà Chu Phi Dương đã làm. Quốc vương Long Quốc, mặc dù con trai tôi đã làm ra một ít chuyện tổn hại đến Việt Nam, nhưng tội của nó không đáng phải chết. Chu Thế Huy nói. Đúng vậy, tuy con trai tôi phạm sai lầm lớn, nhưng nó không đáng phải chết. Ngài có thể phán tội nó ngồi tù 8 năm hoặc 10 năm, để nó cải tạo trong tù, những ngài nhất định đừng giết nó. Kim Ngọc cũng nói. Quốc vương Long Quốc niệm tình Chu Phi Dương là em vợ của Lê Uy Long, nên cũng muốn cứu anh ta một mạng, vì vậy anh ta hỏi Lê Uy Long, hộ soái Lê, anh nghĩ thế nào? Lê Uy Long thực sự rất khó xử, dù sao thì Chu Phi Dương cũng là em vợ của mình. Nếu Chu Phi Dương bị xử tử, nhà họ Chu nhất định sẽ rất đau lòng. Từ đó về sau, anh và nhà họ Chu nhất định sẽ cắt đứt quan hệ, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thậm chí người nhà họ Chu sẽ coi anh như kẻ thù. Nếu không phải anh ta phạm tội phản quốc theo giặc, anh cũng không muốn xử tử anh ta. Nhưng mà, việc Chu Phi Dương phản quốc thực sự không thể tha thứ. Giết hay không giết, anh thật sự rất khó xử, nếu không giết, phán cho Chu Phi Dương ngồi tù chắc cũng không tồi. Nhưng mà, nếu không giết Chu Phi Dương, nhà họ Trần và nhà họ Phan nhất định sẽ không phục, chẳng lẽ phải tha cho tất cả bọn họ, tống tất cả bọn họ vào tù sao? Lệ Uy Long thực sự rất rối rắm. Bắt đầu do dự không thể trả lời câu hỏi của quốc vương Long Quốc. Người nhà họ Trần và họ Phan thấy Lê Uy Long bắt đầu do dự, trong lòng vui mừng khôn xiết. Chỉ cần Lê Uy Long đồng ý tha cho Chu Phi Dương, thì bọn họ cũng sẽ nhân cơ hội này để cầu xin quốc vương Long Quốc, phán họ ngồi tù, cứ như vậy, có thể miễn đi tội chết. Lúc này, người nhà họ Chu đưa mắt nhìn Lê Uy Long trong đợi kết quả của anh, trong lòng cầu nguyện rằng Lê Uy Long sẽ nhân từ nương tay, tha cho Chu Phi Dương một mạng. Chu Phi Dương cũng nhìn Lê Uy Long với ánh mắt đầy mong đợi, chỉ cần một câu của Lê Uy Long, anh ta sẽ được tha chết. Bộ trưởng Ngụy Nghiêm vui mừng nói, hộ soái Lê, trong nhà cậu có Việt gian, cậu lại là hộ soái bảo vệ, chỉ cần cậu mở miệng, hoàn toàn có thể miễn tội chết cho em vợ của cậu. Tất nhiên Lê Uy Long biết rằng những gì Ngụy Nghiêm nói chính là mỉa mai. Nếu bản thân anh tha cho Chu Phi Dương, sẽ mượn cớ anh vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật. Nếu anh không giết Chu Phi Dương thì làm sao khiến người dưới phục được? Làm thế nào để an ủi những người lính đã hy sinh trên chiến trường bảo vệ thành phố Quốc Hòa? Làm thế nào mà để lễ tuyên thệ trước khi xuất quân có khí thế hào hùng được? Sau này bản thân anh sao có thể chỉ huy được ba quân nữa? Quốc vương Long Quốc, tôi cho rằng đây là thời điểm vô cùng quan trọng, tất cả những kẻ đã phản bội Tổ quốc, bất luận là ai đi nữa, kể cả Chu Phi Dương, đều phải bị xử tử. Mới có thể làm chấn động những người có ý muốn phản bội lại đất nước, mới có thể an ủi những người lính đã hy sinh bảo vệ non sông Việt Nam. Lê Uy Long nói một cách dứt khoát. Khi những lời của Lê Uy Long vừa dứt, họ Chu, họ Trần và nhà họ Phan đều bị sốc đến ngây người. Họ Trần và nhà họ Phan càng tuyệt vọng hơn, Lê Uy Long thậm chí còn không buông tha cho em vợ của mình, thì đừng nói đến những người không có chút họ hàng gì như bọn họ, họ chỉ có thể chịu chết. Sắc mặt Chu Phi Dương đột nhiên tối sầm lại, thiếu chút nữa là tê liệt ngã xuống đất. Vừa mới nhìn thấy chút hy vọng sống, thì đã lập tức tan tành. Kiểu cảm xúc thay đổi đột ngột như vậy, không phải ai cũng hiểu được. Lệ Uy Long, cậu thực sự quá độc ác, sao cậu có thể độc ác như vậy? Kim Ngọc vừa khóc vừa nói. Lệ Uy Long, quốc vương Long Quốc có lòng muốn tha cho Phi Dương một mạng, sao cháu lại không thể buông tha cho nó, chẳng lẽ cháu thực sự muốn nhà họ Chu tuyệt hậu sao? Bà Chu nói, Lệ Uy Long, nhà họ Chu của chúng tôi có ơn với anh, năm đó bố tôi đã cứu mẹ anh và anh, hơn nữa còn gả Nhược Mai cho anh không thấy như vậy là vong ơn phụ nghĩa sao? Chu Thế Huy nói,
vì Lê Uy Long vẫn muốn giết Chu Phi Dương nên không ai trong số những người nhà họ Chu gọi Lê Uy Long là hộ soái Lê, mà chỉ gọi anh bằng tên của mình. Ông cụ Chu có ơn với tôi, Lê Uy Long tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Chu Phi Dương phản quốc theo địch, luật pháp không chấp nhận, không thể tha tội được. Lê Uy Long nói, chương 847 xin tha. Anh rể, khi tôi bị quân địch đánh đập tàn nhẫn, cũng may là nhờ có Phi Dương dũng cảm đứng ra cứu lấy tôi. Vì vậy có thể nhìn thấy được, nó vẫn còn có lương tâm, xin anh ta cho nó một mạng đi. Chu Lệ Ngọc cầu xin. Đó là bởi vì cô là chị ruột của anh ta, nên anh ta mới cứu cô, chuyện này cũng không thể bù đắp được việc anh ta đã phản bội quốc đi theo kẻ thù. Nhược Mai cũng là chị họ của anh ta, vậy mà anh ta đã từng dự tính bao vây biệt thự Tinh Nguyệt, nhằm giết Nhược Mai, lương tâm của anh ở đây. Lê Uy Long nói. Chu Lệ Ngọc nhất thời á khẩu không nói nên lời, cô ta không ngờ rằng ngay cả Chu Nhược Mai mà Chu Phi Dương còn muốn giết. Điều này thực sự tán tận lương tâm. Hộ soái Lê, lỗi lầm của Phi Dương đã gây ra thực sự vô cùng lớn, nhưng xin anh niệm tình năm đó anh đã nợ một ân tình của nhà họ Chu chúng tôi mà tha cho Phi Dương một mạng đi được không? Kim Ngọc vừa khóc vừa nói. Hộ soái Lê, cho dù anh có phán cho Chu Dương 20 năm tù hay là mấy chục năm đi nữa, chỉ cần anh giữ lại mạng cho nó là được rồi. Chỉ cần một câu của anh, thì mạng của Phi Dương được cứu rồi, cầu xin anh hãy mở lời đi. Bà Chu cầu xin. Lệ Uy Long không nói thêm gì nữa, anh cũng không biết làm thế nào để an ủi nhà họ Chu nữa. Bi kịch lớn nhất trong cuộc sống chính là để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Anh cũng không muốn bi kịch này diễn ra, nhưng tội mà Chu Phi Dương phạm phải, thật sự không thể tha thứ. Đối mặt với sinh ly tử biệt, trong lòng anh cũng có chút xúc động, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Bà Chu nhìn thấy trái tim sắc đá của Lệ Uy Long thì lại quay sang Quốc Vương Long Quốc. Quốc Vương Long Quốc, nhà họ Chu của chúng tôi, đến đời của Phi Dương, thì chỉ có duy nhất một đứa con trai là anh ta. Nếu anh ta chết đi, nhà họ Chu chúng tôi sẽ tuyệt hậu. Xin ngài khai ân, tha cho nó lần này đi. Cho dù có phán nó tù chung thân cũng được. Bà cụ Chu nghĩ rằng, trước tiên cứ bị tuyên án là tù chung thân cũng được, sau đó giảm án dần dần, vẫn còn có cơ hội được ra ngoài. Tuy rằng Chu Thiệu Huy có nghĩ đến trường hợp này, nhưng ông thật sự không nên dùng lý do gì để cầu xin cho Chu Phi Dương, cho nên chưa từng nói ra. Bà Chu, trong trận chiến bảo vệ thành phố Quốc Hòa lần này, những người lính của Long Quốc chúng ta đã chiến đấu quên mình để chống lại kẻ thù, nhưng cháu của bà lại thông đồng với kẻ thù, bán nước cầu vinh, trở thành một Việt gian. Những người chiến sĩ đã chiến đấu và chết trên sa trường họ cũng có người nhà, nếu Việt gian không chết, thì sao có thể xứng đáng với người nhà của các chiến sĩ vì bảo vệ tổ quốc mà hy sinh được chứ? Quốc Vương Long Quốc nói. Nghe những gì Quốc Vương Long Quốc nói, người nhà họ Chu không nói nên lời. Ngay cả Quốc Vương Long Quốc cũng nói như vậy, thật sự không còn cách nào cứu Chu Phi Dương. Bộ trưởng Ngụy Nghiêm đang cười trên nỗi đau của người khác lúc này mới hả hê cười, nhắc nhở, hộ soái Lê, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ta hay là hành quyết thì quyết định nhanh đi, để còn tiến hành buổi lễ tuyên thệ trước khi xuất quân. Lệ Uy Long cũng biết đã đến lúc hành quyết, liền xoay qua nói với Chu Nhược Mai, Nhược Mai, đến đưa bà nội, chú hai, dì hai và mọi người ra ngoài đi. Anh không muốn Chu Nhược Mai và nhà họ Chu nhìn thấy cảnh tượng Chu Phi Dương bị xử bắn, để tránh việc họ càng thêm thương tâm. Nếu tận mắt nhìn thấy người thân của mình bị xử bắn, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được. Hơn nữa, sau đó sẽ đến lễ tuyên thệ. Chu Nhược Mai cũng không thích hợp xuất hiện ở đó, đúng lúc để cô ra ngoài. Được rồi, bà nội, chú hai, dì hai, chúng ta đi thôi. Chu Nhược Mai lập tức tiến lên đỡ bà Chu. Bà Chu, Chu Thế Huy, Kim Ngọc, Chu Lệ Ngọc, và những người khác trong nhà họ Chu khác biết rằng sắp đến lúc hành hình, thì ai nấy đều nước mắt nước mũi toán loạn, chỉ khóc nhất quyết không rời đi. Phi Dương, Phi Dương, Phi Dương, nhà họ Chu biết thời khắc sinh ly tử biệt đến rồi. Đều khóc la gọi Chu Phi Dương. Chu Phi Dương cũng biết thời khắc anh ta phải chết cuối cùng cũng đến rồi. Anh ta không muốn người thân của mình quá đau thương, mắt ngấn lệ, cố gắng nặn ra nụ cười nói, bà nội, bố, mẹ, mọi người đừng vì con mà đau khổ, con bán nước cầu vinh, nên phải gánh tội mà mình đã gây ra. Mọi người cũng đứng trách anh dễ, anh ấy xử tử con là đúng. Nếu con sống, thì pháp luật còn nghĩa lý gì nữa chứ? Kiếp sau, con nhất định sẽ làm người tốt. Con nhất định sẽ lại làm con cháu của mọi người. Nghe được những gì Chu Phi Dương nói, nhà họ Chu càng thêm đau lòng, ngay cả Chu Nhược Mai cũng rơi lệ. Người nhà họ Chu không muốn rời đi,
chẳng qua chỉ muốn nhìn thấy Chu Phi Dương nhiều hơn một chút. Cảnh tượng người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, người bình thường khó mà chịu đựng nổi. Lệ Uy Long thấy họ Chu không muốn rời đi nên phải nhờ quân lính kéo họ ra ngoài. Bà Chu, Chu Thế Huy, Kim Ngọc và Chu Lệ Ngọc vẫn khóc và kêu tên Chu Phi Dương trong lúc bị kéo ra khỏi nghĩa trang liệt sĩ. Người nhà họ Trần và nhà họ Phan thấy nhà họ Chu bị kéo ra ngoài, thì biết đến lúc hành hình, cả đám người đều nơm nớp lo sợ, khóc lóc thảm thiết và không ngừng van xin. Quốc vương Long Quốc, tôi không muốn chết, cầu xin ngài khai ân, tha cho chúng tôi một mạng. Quốc vương Long Quốc, chỉ cần ngài tha mạng, tôi nhất định sẽ hối cải, lấy công chuộc tội. Quốc vương Long Quốc, nhà họ Phan của chúng tôi bị Lệ Uy Long vụ oan, hắn ta lấy việc công báo tư thù. Hộ soái Lê, sau này tôi không dám nữa, không dám theo địch nữa, cầu xin ngài hãy tha cho tôi. Hộ soái Lê, tôi là chồng của Chu Lệ Ngọc, xin anh miễn tình chúng ta là anh em cột chèo mà tha cho tôi một con đường sống đi. Ông cụ Phân, Phan Đại Kiệt, Phan Huy Thành, ông cụ Trần, Trần An Khang và những người khác đều cầu xin. Mặc dù họ biết rằng những gì họ đã phạm phải là tội chết, có cầu xin thế nào cũng vô dụng, nhưng trước khi chết vẫn theo bản năng cầu xin tha mạng. Lập tức xử bắn những kẻ Việt gian, để an ủi tinh thần của những người lính đã chết trên chiến trường. Lệ Uy Long không muốn nghe những lời van xin này nên lập tức ra lệnh. Những người lính phụ trách việc hành hình ngay lập tức chĩa súng vào những kẻ Việt gian. Chương 848 khóc lóc. Những Việt gian nhà họ Trần và nhà họ Phan sợ hãi đến mức bật khóc. Giờ phút này, bọn họ đều vô cùng hối hận vì đã đánh giá thấp sức mạnh của Long Quốc, không ngờ Long Quốc lại có thể lật ngược thế cờ, đánh bại toàn bộ quân địch. Sớm biết Lệ Uy Long mạnh mẽ như thế, có thể lấy một địch hai, đánh bại cả chiến thần bất bại Ano của nước Liệp Ưng, chiến thần vô địch Tay Lo của nước Cự Hùng, sau đó còn dẫn dắt binh lính của Long Quốc nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù xâm lược, bọn họ chắc chắn sẽ không chọn phản bội Long Quốc. Không ngờ chỉ sau vài ngày làm việc gian, bọn họ đã rơi vào vực sâu, mất mạng, cả nhà bị giết. Đúng là một bước đi sai lầm, muôn đời không trở lại được. Bên này, trên một ngọn núi hoang ở thành phố Vĩnh Thụy. Di Tuyết Tương, bây giờ trời đã sáng, đường cũng có nhiều người đi hơn rồi, chúng ta hãy đến nhà ga rồi ngồi xe đến thành phố Quốc Hòa thôi. Triệu Đình Vũ nói. Không lâu sau khi trời sáng, Triệu Đình Vũ nhiều lần yêu cầu xuống núi, nhưng Lê Tuyết Tương vẫn ngăn cản, nói rằng sẽ xuống núi lần nữa khi có nhiều người hơn, như vậy sẽ an toàn hơn. Bởi vì khi có nhiều người nhà họ Đỗ mới không dám ngang nhiên bắt người giữa thanh thiên bạch nhật. Dì nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên đợi thêm một chút nữa, sẽ tốt hơn, bây giờ vẫn còn sớm, người vẫn còn hơi ít, chờ đến lúc càng nhiều người càng tốt. Lê Tuyết Tương nói, dì Tuyết Tương, dì đừng quá do dự, bây giờ đã có rất nhiều người ở bên dưới rồi, cứ đợi như thế này thì khi nào chúng ta mới có thể khởi hành đến thành phố Quốc Hòa được. Triệu Đình Vũ cảm thấy Lê Tuyết Tương chỉ là một phụ nữ thiếu quyết đoán. Đúng vậy, dì Tuyết Tương, chúng ta ở trên núi một đêm cũng mệt rồi, xuống núi sớm một chút đi. Nhà họ Đỗ dù có gan to đến đâu cũng không dám làm chuyện ác giữa ban ngày đâu đúng không? Triệu Vũ Ngọc cũng nói. Mẹ, chúng ta đừng đợi nữa, nhanh chóng rời khỏi đây rồi đến thành phố Quốc Hòa đi. Rời khỏi đây sớm mới an toàn được, Lê Tịnh Vi cũng nói. Được rồi, vậy thì đi thôi, bây giờ xuống núi. Lê Tuyết Tương nhìn thấy mọi người đều nóng lòng muốn xuống núi sớm, cũng đành phải đồng ý. Dù sao bây giờ trên đường cũng có rất nhiều người đi bộ, xuống núi bây giờ cũng an toàn hơn rồi. Vì vậy, Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi cùng nhau xuống núi. Lúc này, trong tòa nhà đang xây dở ở phía tây thành phố. Đỗ Quang và Ngụy Thái Phượng đã đợi ở đó cả đêm, nhưng họ không đợi được tin tức của Triệu Đình Vũ, Lê Tuyết Tương và những người khác bị bắt, nên vô cùng tức giận. Những tên vô dụng đó đang làm cái gì không biết, phái nhiều người như vậy, mà ngay cả một người cũng không bắt được. Ngụy Thái Phượng tức giận nói. Có khi nào bọn chúng đã rời khỏi thành phố Vĩnh Thụy rồi không? Đỗ Quang nói. Không thể nào, tối hôm qua không có một chiếc xe nào rời đi, bọn chúng nhất định là vẫn còn thành phố Vĩnh Thụy. Ngụy Thái Phượng nói một cách chắc chắn. Lúc này, Phù Cơ cũng sốt ruột nói, ông chủ Đỗ, tôi đã đợi ở đây cả một đêm, mà người vẫn chưa đưa đến, thời gian của tôi thực sự rất quý giá. Rốt cuộc các anh có thể đem người đến đây hay không? Bác sĩ Vu, xin ông vui lòng đợi thêm một chút, nếu chúng tôi làm tốn thời gian của ông thì chúng tôi sẽ thêm tiền cho ông. Còn người, nhất định chúng tôi sẽ đem đến đây. Đỗ Quang nói. Được rồi,
vì ông chủ Du đưa thêm tiền, vậy thì tôi sẽ tiếp tục đợi thêm một chút nữa. Một bác sĩ chợ đen như Vu Cơ, ông ta làm mọi thứ chỉ vì tiền, chỉ cần có tiền tất nhiên ông ta sẽ đợi. Đúng lúc này, điện thoại di động của Đỗ Quang đột nhiên vang lên. Đó là cuộc gọi của thuộc hạ, Đỗ Quang lập tức trả lời. Ông chủ, chúng tôi đã tìm được gia đình đó. Giọng nói của thuộc hạ truyền đến từ đầu dây bên kia. Đỗ Quang nghe vậy vui mừng khôn xiết, hỏi, được rồi, bọn họ ở đâu? Bọn chúng vừa xuống núi và đang trên đường đến nhà ga. Tên thuộc hạ nói, nếu đã tìm ra thì mau bắt người đến đây, sao còn gọi cho tôi làm gì? Đỗ Quang tức giận nói khi biết người của mình chưa bắt được ai mà gọi điện thoại cho mình. Ông chủ, chúng tôi cũng muốn hành động, nhưng hiện tại có trên đường có rất nhiều người đi bộ, tôi sợ rằng nếu súng nổ sẽ kích động đến người đi đường, và mọi chuyện sẽ mất kiểm soát. Đừng lo lắng nhiều như vậy, con trai của tôi đang chờ để thay nhãn cầu, bằng bất cứ giá nào cũng bắt cho được bọn chúng về đây. Cho dù là chuyện gì xảy ra, thì tôi cũng có thể giải quyết được. Trên phố chỉ toàn dân thường thấp cổ bé họng, các người sợ như vậy làm gì? Đỗ Quang nói. Được, vậy chúng tôi sẽ đợi thời cơ sau đó lập tức hành động. Thuộc hạ nói. Không cần đợi thời cơ, hành động ngay lập tức. Đừng lãng phí thời gian nữa, nếu để bọn họ chạy mất, tôi sẽ lấy mắt của các người để thay cho con trai tôi. Đỗ Quang sốt ruột nói. Được, được, chúng tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Thuộc hạ nói. Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Quang đã đem tin đám thuộc hạ phát hiện ra Triệu Đình Vũ, Lê Tuyết Tương và những người khác báo cho Ngụy Thái Phượng. Ngụy Thái Phượng lập tức vui mừng khôn xiết. Sau khi Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi xuống núi, họ đều cảnh giác và thận trọng đi về phía nhà ga. Đúng lúc này, một đám người áo đen cầm súng đột nhiên xuất hiện ở hai bên đường quốc lộ. Chương 849 họ Đỗ tấn công. Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi nhìn thấy những người đàn ông mặc đồ đen cầm súng này thì vô cùng sợ hãi. Không nghi ngờ gì nữa, những người mặc đồ đen mang theo súng này chính là người của nhà họ Đỗ. Không ai trong số họ ngờ rằng nhà họ Đỗ lại dám tấn công bọn họ một cách trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Mau nằm xuống, Triệu Đình Vũ hét lên một tiếng sau đó ngay lập tức nhảy đến hướng những người đàn ông đang cầm súng. Anh ta muốn ra tay trước khi những người đó nổ súng. Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi nghe thấy tiếng hét của Triệu Đình Vũ thì ngay lập tức nằm xuống theo bản năng. Đùng đùng đùng. Những người mặc đồ đen nhìn thấy Triệu Đình Vũ lao lên thì liền nổ súng ngay lập tức. Triệu Đình Vũ sử dụng chiêu thức giống như lăng ba vị bộ, như một cái bóng, liên tục biến hóa, để tránh né những viên đạn. Vì Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi đã nằm trên mặt đất nên họ không bị trúng đạn. Những người đàn ông mặc đồ đen đã bị sốc khi thấy Triệu Đình Vũ có thể dùng chiêu thức để tránh những viên đạn, thế nên bọn họ càng liên tục nổ súng vào anh. Đùng đùng đùng. Tiếng súng dữ dội liên tục vang lên trên đường, những người đi bộ và xe cộ chạy qua đều sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Những người đi trên đường đều là những người dân bình thường, không ai dám tọc mạch xen vào chuyện của người khác. Đây là một cuộc đấu súng, nhỡ đâu trúng đạn thì chỉ có đi đời nhà ma. Bọn họ thầm nghĩ chỉ muốn giữ tính mạng của mình thôi, sao dám xen vào chuyện của người khác. Triệu Đình Vũ liên tục thay đổi chiêu thức, lao tới những người mặc đồ đen và nhanh chóng ra tay. Đùng đùng đùng, a a a. Triệu Đình Vũ tung nhiều cú đấm liên tiếp, đánh bay người đàn ông mặc đồ đen trước mặt. Nhìn thấy Triệu Đình Vũ mạnh như vậy, cứ thế lao đi trong mưa bom bão đạn để xông đến đây, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà, dù rất sợ hãi nhưng vẫn tiếp tục nổ súng vào Triệu Đình Vũ. Triệu Đình Vũ liên tục thay đổi chiêu thức, xông tới những người đàn ông mặc áo đen, đánh bay bọn họ lên không trung bằng nắm đấm. Bởi vì lúc này anh ta đã đến gần, nên những người đàn ông này dù đã có súng nhưng cũng không có tác dụng bao nhiêu. Nhìn thấy Triệu Đình Vũ đã chiếm được thế thượng phong, và chuẩn bị đánh gục tất cả những người mặc đồ đen, thì một nhóm người mặc đồ đen khác cũng mang theo súng đột nhiên xuất hiện phía sau anh ta. Nhóm người mặc đồ đen sau đó do Hách Diệp đích thân dẫn đầu đuổi đến đây, trong đó cũng có một số người là người nhà họ Đỗ. Anh hai, cẩn thận phía sau. Triệu Vũ Ngọc đang nằm dưới đất nhìn thấy một đám người mặc đồ đen đột nhiên từ phía sau nổi lên, lo lắng hét lên nhắc nhở Triệu Đình Vũ. Triệu Đình Vũ vội vàng nhìn lại khi nghe thấy tiếng hét của em gái mình. Nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen cầm súng xuất hiện phía sau, Triệu Đình Vũ nhất thời sợ hãi. Bây giờ, hai phía của anh ta đều có người, đám người mặc áo đen ở phía sau vẫn còn cách anh ta ở xa,
muốn xoay qua xử lý bọn họ thì không thể nữa. Đùng đùng đùng. Nhóm người mặc đồ đen ở phía sau thấy Triệu Đình Vũ đã hạ gục gần hết đồng bọn, lập tức bắn Triệu Đình Vũ mà không cần suy nghĩ. Triệu Đình Vũ vội vàng nhảy ra. Bởi vì Triệu Đình Vũ đã nhảy ra nên những người mặc đồ đen bên cạnh anh ta đã bị bắn. A a a, những người đàn ông mặc đồ đen bị bắn rơi đều kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Bọn họ đều không ngờ rằng họ sẽ bị người của mình bắn chết. Những người đàn ông mặc áo đen ở phía sau thấy mình đã bắn trúng đồng bọn của mình thì vô cùng kinh hãi. Hách Diệp thấy thuộc hạ của mình bị bắn thì cũng vô cùng đau lòng. Nhưng việc đã đến nước này, anh ta cũng không quan tâm nhiều nữa. Chương 850 nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bọn họ là làm bị thương Triệu Đình Vũ và bắt sống Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc. Bắn, bắn chết nó cho tao. Hách Diệp đã mất đi lý trí, hạ lệnh tiếp tục nổ súng, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của những tay thuộc hạ phía trước. Kết quả là, người của anh ta không ngừng nổ súng vào Triệu Đình Vũ hết đợt này đến đợt khác. Triệu Đình Vũ né bên trái, tránh bên phải, tất cả những người mặc đồ đen ở phía trước đều bị trúng đạn. Những người mặc đồ đen này đều là bọn lưu manh, một người chết đi cũng là chuyện bình thường. Không cần quan tâm đến bọn họ, cứ bắn tiếp cho tao. Hách Diệp gào lên, anh ta cảm thấy dù sao cũng đã bắn chết nhiều người của mình như vậy rồi, anh ta cũng không thèm quan tâm nữa, anh ta muốn bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Những người đàn ông bên cạnh nghe thấy mệnh lệnh của anh ta thì bắn Triệu Đình Vũ một cách điên cuồng. Đùng đùng đùng. Mặc dù thân thủ của Triệu Đình Vũ thay đổi linh hoạt, nhưng cái mà anh ta luyện tập không phải là lăng ba vi bộ, đối mặt với vô số viên đạn bay qua, cũng sẽ có lúc anh ta tránh không kịp. Lúc này, một viên đạn bay về phía đùi phải của Triệu Đình Vũ. Xung quanh Triệu Đình Vũ đều là những viên đạn đang lao đến, đã không còn chỗ nào để né tránh, viên đạn đã bắn trúng đùi phải của anh ta. À, đùi phải của Triệu Đình Vũ đã bị trúng đạn, anh ta liền hét lên một tiếng thảm thiết, máu trên đùi tuôn ra. Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi nhìn thấy Triệu Đình Vũ bị thương thì vô cùng kinh hãi. Vì chân phải của Triệu Đình Vũ bị thương nên anh ta không thể thi triển võ công được nữa. Ngay sau đó, cánh tay trái của anh ta cũng bị bắn trúng, lập tức máu chảy đầm đìa cả cánh tay. Sau đó, anh ta lại bị bắn vào bụng, máu ở bụng cũng chảy ra dữ dội. Võ công dù có cao cường đến đâu, cũng phải sợ súng đạn. Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi đều bị sốc đến ngây người ra. Cả người của Triệu Đình Vũ đã bị thương nặng, cuối cùng đến đứng cũng không còn vững nữa, từ từ ngã xuống đất. Những người mặc đồ đen nhìn thấy Triệu Đình Vũ bị bắn ngã xuống đất, lập tức lao về phía anh ta. Anh trai! Anh Vũ! Đình Vũ! Khi Triệu Vũ Ngọc, Lê Tuyết Tương và Lê Ngọc Khiết nhìn thấy Triệu Đình Vũ bị bắn nhiều phát đến mức ngã xuống đất, tất cả đều kêu lên và lập tức đứng dậy chạy về phía Triệu Đình Vũ. Tuy nhiên, trước khi họ chạy đến bên Triệu Đình Vũ, họ đã bị bắt bởi những người đàn ông mặc đồ đen đang đuổi theo họ ở sau. Mau thả tôi ra! Anh trai Triệu Vũ Ngọc vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng chạy lại xem anh trai mình đã xảy ra chuyện gì, nhìn anh trai ngã xuống đất bất động, lòng cô ấy như tan nát. Nhưng mà, những người mặc áo đen sao có thể để cô ấy chạy đến đó được? Họ cố hết sức bắt lấy cô ấy. Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi cũng đang liều mạng giãy giụa, nhưng họ cũng không thể thoát ra được. Họ đều biết rằng lần này họ sẽ không chạy thoát được. Nhìn thấy Triệu Đình Vũ nằm trên vũng máu, trong lòng bọn họ như đã chết. Bởi vì, Triệu Đình Vũ vì cứu bọn họ mà mới có kết cục thế này. Nguyên nhân của tất cả chuyện này là do họ đã đâm vào xe của Đỗ Lược, đắc tội với vị thiếu gia nhà họ Đỗ này. Những người mặc đồ đen khác nhanh chóng chạy đến bên cạnh Triệu Đình Vũ, chĩa súng về phía anh ta và định bắn chết anh ta. Không cần bắn chết nó. Lúc này, Hách Diệp đột nhiên ngăn cản. Đại ca, đã khiến cho nhiều anh em của chúng ta chết như vậy, có giữ nó lại làm gì? Đúng vậy, đại ca. Hãy để cho chúng tôi bắn chết nó, báo thù cho các huynh đệ đã chết của chúng ta được không? Lúc này thằng nhóc này đã khiến cho chúng ta sơ ý giết đi nhiều anh em của mình như vậy, không bắn chết nó, sao có thể giải đi nỗi hận trong lòng anh em được chứ? Các thuộc hạ lần lượt nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.